Thưa quý thầy cô, chúng ta bắt đầu lại cái chung quán luận này. Thì những cái gì Tiến Minh trình bày ở đây hồi nãy giờ là nó không có trong cái file của lớp chính quy, nên là mình nghe cháu biết ha, nãy giờ á. Còn cái nào mà nó đã trình bày rồi thì khỏi trình bày lại, chỉ mất công. Phương pháp lý luận của Long Thọ nãy mình nhắc á, là ly tứ cứu, tức là bám vô người ta chấp có thì mình phải phá cái chấp có đó đi. Người ta rơi vào chấp không không có, cái mình phá cái chấp không đó. Người ta rơi vào vừa có vừa không thì phải phá cái vừa có vừa không. Người ta chủ trương là tự nhiên luận, là không có phải do nhân quả gì tạo nên, tự nhiên xuất hiện ra là không có cũng không không á, thì cũng phá luôn. Lý luận sao mà bẻ gãy hết những cái quan điểm của con người nói chung, của các học phái, của các trường phái triết học nói chung. Tại vì tất cả các trường phái triết học dựa trên hai đó nè. Chúng ta để ý thử coi, học thuyết Marx Lenin mà chúng ta đã học, thì họ dựa trên quan niệm chấp có hai cặp phạm trù. Cái cặp phạm trù này cũng có hai mặt đối lập hết, nhớ không? Ví dụ họ nói sự vận động và thống nhất của những thể đối lập, rồi phủ định, rồi khẳng định, rồi nhân, rồi quả, rồi toàn thể và cá biệt nhân dân, đều những cái sự vật hiện tượng trên cuộc đời này đều được các Marx tổng kết lại bằng những cặp phạm trù. Thì cái đó là nhị nguyên á, cái đó là có và không đó nha. Nên là học thuyết của Long Thọ là phá những quan điểm đó luôn. Anh thấy có là không có được, anh thấy không cũng không được nữa. Giờ chúng ta trở lại cái bài này. Giờ chúng ta quan hỷ, chúng ta coi cái file nãy lại. Có một cái bài gọi là Trung Luận của Đỗ Đình Đồng. Bài dịch có file PDF trên mạng, chứ mình download về và chứ mình sẽ dựa vô đây để giảng tất cả những cái phẩm, 27 phẩm trong đây. Chúng ta nên lên mạng download về hoặc là copy trong máy để trên desktop của cái này nè nha. Trung Luận của Đỗ Đình Đồng, file PDF, dịch năm 2012. Đỗ Đình Đồng đưa tiếng Hán vô luôn, dịch phần văn xuôi của Phạm Chí Thanh Mục luôn. Cho nên nó tiện cho việc chúng ta nghiên cứu. Ví dụ nè, cái phần chữ màu xanh này, âm Hán Việt, rồi Việt dịch. Rồi cái phần chữ nghiêng này là của Phạm Chí Thanh Mục. À, cái phần luận của Phạm Chí Thanh Mục có luôn. Cho nên chúng ta sẽ dựa vào đây để chúng ta giảng là chính. Tóm lại là toàn bộ văn vần lẫn văn xuôi của Trung Luận mà Kumala Thập viết ở dạng chữ Hán, dịch ở dạng chữ Hán á, thì Đỗ Đình Đồng dịch trung thực luôn ở đây luôn cho mình. Thì đây là cái điều chúng ta cần có để chúng ta tham khảo. Bây giờ cái file mà trình trên lớp này thì nó chỉ bao gồm những cái phần chủ yếu đó thôi, những cái phần tóm gọn lại, những cái phần không có trong cái bản dịch thôi. Chúng ta tiếp tục, chúng ta coi lại cái bài hồi nãy. Chúng ta coi một số tác phẩm của Long Thọ nè. Trung Luận hay Trung Quán Luận nè, Mula Mayamaka Karika, Hồi Tranh Luận nè, Đại Trí Độ Luận nè, Đại Thừa Phá Hữu Luận, Thập Nhị Môn Luận, Hạnh Vương Chánh Luận, Bất Khả Tư Nghị Tụng, Bồ Đề Tư Lương Tụng, Đại Thừa Nhị Thập Tụng, Lục Thập Như Ý, vân vân. Quảng Phá Luận, Thất Thập Tánh Không Luận, Xuất Thế Gian Tụng. Nhiều ha. Chúng ta đi qua cái phần Kinh Tán Đà Ca Chiên Viên một chút được không quý thầy con? Tại vì cái bộ kinh, bài kinh này nó hay quá, mình không đọc thì uổng. Nên là chúng ta đọc qua một chút luôn. Coi qua một lần kinh này. Có hai kinh chánh kiến. Một là kinh chánh tri kiến của Trung Bộ Kinh. Thì ở đó nói về 12 nhân duyên vân vân. Cái kinh này là kinh chánh kiến chứ không có chữ tri nha. Kinh chánh kiến. Đây là một cái bộ kinh mà nói về cái chánh kiến theo quan điểm trung đạo. Và đây là cái cơ sở Ngài Long Thọ dựa vào đó để phát minh ra cái học thuyết trung đạo của mình. Đây là những điều tôi đã được nghe thời Đức Phật cư trú tại ngôi nhà khách ở trong rừng thuộc Tụ Lạc Na Lợi. Cái Tụ Lạc Na Lợi này nó nằm ở nước Kosala gần Xá Vệ Thành, gần Kỳ Viên Tịnh Xá, được không? Lúc ấy có tôn giả Tán Đà Ca Chuyên Viên, tức là Kacchayana Gotta hồi nãy ghi bản á, đến thăm người. Sau khi đảnh lễ dưới chân Đức Phật, tôn giả ngồi xuống một bên và thưa rằng: Kinh chánh kiến này trong tương ưng bộ kinh Phẩm Quán Nhân Duyên, và đồng thời nó tương ưng với cái kinh gọi là kinh Tán Đà Ca Chiên Viên ở trong Tạp A Hàm. Vậy ha. Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn thường nói tới danh từ chánh kiến, chánh kiến, chánh kiến, chỗ này chỗ kia nhiều chánh kiến, tức là cái bản gốc Bali á, là nó chánh kiến, Bạch Thế Tôn thế nào là chánh kiến? Có nghĩa là ý nói là Đức Thế Tôn thường dạy về chánh kiến mà Ngài không có giải thích chánh kiến là cái gì cho tụi con hết trơn á, xin Ngài giải thích giùm.
Thì cúi xin người giảng giải ý nghĩa của từ này cho chúng con. Phật bảo tôn giả Tán Đà Ca Chiên Viên rằng, người đời thường nghiêng về hai khuynh hướng nhận thức. Người đời là chúng ta đó, cho dễ. Một là có, hai là không. Đây là hai quan niệm. Quan niệm gì? Vướng mắc vào cái tri giác sai lầm. Đó, tri giác sai lầm, gọi là ảo giác. Vì vướng vào tri giác sai lầm đó, cho nên mới kẹt vào ý niệm có hoặc là ý niệm không. Cái này, này Tán Đà Ca Chiên Viên, phần lớn người đời đều bị kẹt vào chấp mắc và bảo thủ. Dính vào hai cái đó là mắc vô, gỡ không ra. Và thấy có thấy không đó, mình cứ cho đó là đúng, gọi là thành kiến, gọi là bảo thủ. Người không bị kẹt vào chấp và thủ thì không còn nắm giữ và vọng tưởng về cái ngã nữa. À, như vậy, chấp có chấp không chẳng qua bản chất là do chấp ngã thôi, chấp pháp thôi. Người ấy biết cái khổ chẳng hạn, khi có điều kiện phát sinh thì nó phát sinh, khi hết điều kiện tồn tại thì nó tiêu diệt, tức là khổ mình có chẳng qua là cái sự tổ hợp của cảm thọ thôi. Có giác quan, dây thần kinh, xúc chạm, bất như ý, ta gọi là khổ. Còn nó hợp ý mình gọi là sướng, được không? Nha. Nhưng mà khổ sướng nó tương đối, nó không có thiệt. Mình cứ cho những cái đau là khổ. Nhưng mà có những cái người bị một cái bệnh gì đó, họ cho cái đau là sướng, có vụ đó không? À, có những người á, họ lấy dao họ cắt vô tay nè, họ lấy kim họ chích vô tay nè, mà càng đau họ càng sướng, kỳ vậy đó. Tức là cái cảm thọ mà mình cho là khổ á, thực ra tương đối là ảo giác của mình thôi. Có những người như vậy đó, cho nên là tay chân họ đứt hết trơn vậy đó. À, cái bệnh đó đó. À, và ở trong vấn đề mà tình dục học á, thì nó có một cái bệnh gọi là khổ dâm. Tức là những cái người đó mà quan hệ làm sao mà càng đau đớn họ càng sướng. Có một cái ông đó, ổng là một cái nghệ sĩ nổi tiếng, đóng phim nổi tiếng của bên Mỹ. Ổng qua Thái Lan ổng du lịch. Ổng du lịch thì người ta phát hiện là ổng treo cổ, ổng chết trong cái tủ, mà cái tủ đứng, cái tủ đựng quần áo trong cái khách sạn 5 sao á. Thì người ta mới khi mà khám nghiệm tử thi á, thì người ta, bác sĩ mổ tử thi rồi nọ, người ta phát hiện ra là ổng bị một cái bệnh đó đó. Cái bệnh mà để cho đạt được cực khoái thì người ta phải treo cổ. Tức là ở cái trạng thái cận tử á, cái trạng thái mà sắp chết á, thì lúc đó người ta mới đạt được cực khoái. Có nghĩa là cái dạng mà khổ dâm nó cực đỉnh. Với thầy cô, với Phật tử, tại vì đây có Phật tử mình nói cho dễ hiểu nha. Để nhận thức rằng cái đau, cái sướng nó chỉ là ảo giác của mình chứ không có thật. Mà cái đó là cái mà chi phối con người nhiều nhất. Tại vì cái chi phối con người sanh tử luân hồi và mình gọi là khổ đau hay sung sướng á, là cái nó chi phối cái sự tồn tại của mình. Mình tu, mình giải thoát để làm gì? Hết khổ. Đức Phật ra đời để mục đích là đem đến hạnh phúc an lạc cho chúng sanh và loài người. Có nghĩa là đem đến sướng, đúng không nè? Hạnh phúc an lạc. Mà hạnh phúc an lạc của Đức Thế Tôn nó một cái giai tầng khác à. Nó vượt lên trên cái khổ, cái sướng của loài người á. Cái quan niệm đó đó, được không? Giải thoát khỏi cái đó mới được gọi là hạnh phúc. Thì như vậy thì chúng ta thấy, khi có điều kiện thì nó phát sinh. Cái cảm thọ đó đủ điều kiện nó phát sinh. Nhưng mà cái cảm thọ đó bản chất của nó là không khổ không lạc. Chú ý vào đó. Khi mà hết điều kiện nó biến mất, chẳng qua sự vật nó vậy thôi. Người ấy không còn nghi hoặc gì cả. Cái thấy của người ấy không do ảnh hưởng của kẻ khác mà có, trái lại do chính người ấy đạt được. Cái ấy gọi là chánh kiến. Đó là cách trình bày chánh kiến của Như Lai. Người có tri kiến chân chính khi quan sát về sự sinh khởi của thế gian thì không cho rằng thế gian là không được. Có nghĩa là tới chỗ này á, là Ngài bắt đầu quay trở lại. Đừng có rơi vào chấp không chấp có nha. À, tức là nghe nói vô ngã cái tự nhiên cho rằng thế gian này không có ai, không có ngã, không có gì hết trơn á. Vừa rồi trên vnexpress.net á, nó có một cái câu hỏi nè, linh hồn có thật không? Rồi người ta bình luận tùm lum hết trơn á. Tức là đưa câu hỏi chơi để người ta bình luận. Thì có người bình luận là linh hồn làm gì có thiệt nha. Rồi có người nói là linh hồn là có đó. Rồi cái mấy người kia mới bình luận thêm là lấy gì chứng minh. Ví dụ vậy đó. À, như vậy thì người đời á, cái người mà đặt câu hỏi linh hồn có không á, là rơi vào nhị nguyên rồi. Cái câu hỏi nó sai ngay từ đầu nha. Một cái câu trả lời thì đương nhiên câu hỏi sai, câu trả lời cũng sai. Vậy đó. Linh hồn có không? Ví dụ như à, có ảo, có mà vô ngã chứ không phải không có. À, như vậy nói không cũng được, nó không có, tại vì nó tổ hợp mà. Đã là tổ hợp thì không phải nó rồi. Còn nếu như mà nó là thực thể bất biến thì nó có. Mà sự vật là không có một thực thể gì chỉ có một, mà nó do nhiều cái hợp nên. Nhiều cái không phải nó hợp nên thành nó thì nó không phải là nó. Như vậy thì nói nó không cũng trúng, mà nói nó có cũng không sai. Nhưng mà tuyệt đối không được phủ nhận là không có mặt nó.
Đây là cái câu này nè. Tức là đừng thấy thế gian là không, thì mình thấy có sự sinh khởi của một vật, có sự hiện hữu của một vật do duyên sinh, thì hãy cho là nó có. Ý câu này vậy đó nha. Nè, người có tri kiến chân chánh khi quan sát về sự sinh khởi của thế gian thì không thấy thế gian là không. Ý nói này là không, này là cái không có hoàn toàn á. Khi thấy sự vật hiện hữu gọi là sinh thì mình nên nói nó là nó có một cách tương đối. Khi thấy người có chân chính khi quan sát về sự hoại diệt của thế gian thì đừng cho chết là hết, là không có linh hồn, không có gì hết, thí dụ vậy đó. Mà hãy cho rằng là sao? Là thế gian, đừng thấy thế gian là có. Này Tán Đà Ca Chuyên Viên, chấp có là một biên kiến, chấp không cũng là một biên kiến khác. Như Lai lìa hai biên kiến đó mà thuyết pháp một cách trung đạo. Cái từ trung đạo xuất hiện, thấy chưa? Đó. Cái kinh này nó sát với lại cái bản kinh, cái bản luận trung đạo. À, trung luận nghĩa là cái này có vì cái khác có thì nó có, vậy thì nó không phải cái, nó không phải nó, ý vậy đó. Vì cái khác có nó mới có nó, giống như cái bông này vì có cái cánh hoa thì mới có cái bông. Thực sự cái bông là những cánh hoa ghép nên thôi, chứ không có cái gì gọi là cái bông cả. Như vậy nói cái bông không có cũng được, mà nói cái bông có cũng không sai. Có trong tương đối mà không cũng ở trong tương đối là vậy. À, từ nghĩa là cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì có cái kia sinh, từ vô minh mà có hành, từ hành mà có thức, từ thức mà có danh sắc, từ danh sắc mà có lục nhập, từ lục nhập mà có xúc, từ xúc mà có thọ, từ thọ mà có ái, từ ái mà có thủ, từ thủ mà có hữu, từ hữu mà có sinh, từ sinh mà có lão tử và khổ đau chồng chất thành khối. Nhưng mà cái có này cũng là cái có do cái khác mà có, ý vậy đó. Vô minh hành thức cho đến tất cả nó có, hồi nãy ngài mới nói trên đó, mà cái có này không phải là pháp, chú ý nha. Cái có này do cái khác mà nó có. Vô minh là bởi vì mình thiếu cái minh đi nó mới có, thiếu cái điều kiện sáng suốt, cái chánh kiến cho nên mới gọi là vô minh. Bây giờ có chánh kiến cái vô minh mất, vậy đó. Như vậy chúng ta thấy có ở đây á, có sinh tử, có này không phải khẳng định nó là bất biến, mà nó có nhờ cái khác mà nó có. Rồi bây giờ á, khi mà nó biến mất đi, vô minh không còn thì hành không còn, hành không còn thì thức không còn, thì xin thưa rằng nó không còn không có nghĩa là cái thực thể nó biến mất đi luôn, mà nó không còn là ngay trong cái lúc nó không đủ yếu tố tạo thành cái hành thì là nó không còn, không còn vô minh thì không có hành, lý là vậy. Tóm lại, ví dụ mình bóc cái thức này ra, cái thức này ra, thì cái thức này nó sở dĩ nó có là nhờ hành, được chưa? Mà hành là gì? Hành là sự chuyển thức, sự chuyển biến từ cái bản thể vô không đó mà tự nhiên nó chuyển thành cái thức thứ bảy gọi là mạt na thức. Thức thứ bảy đó hoạt động dựa trên, tức là cái hành đó hoạt động dựa trên vô minh, mà vô minh là thấy có hai, tức là có ta và không phải ta, thấy thức a lại gia là ta, cái gì không phải thức a lại gia là không phải ta. Như vậy cái ý mà chấp ngã đó nó lại, tức là hành đó nó lại vì cái vô minh chấp hai là có mình là thức a lại gia và không phải mình thì không phải thức a lại gia. Vậy thì nó quay lên nó chấp chính nó là ngã. À, từ cái đó nó mới ra học lọt các thức khác, sáu thức khác. Như vậy thì bóc cái thức thôi, một khi nó thiếu cái duyên, có nghĩa là không còn vô minh nữa, tức là không còn chấp ta và không phải ta nữa đó, thì tự nhiên thức biến mất. Thức biến mất không có nghĩa là nó triệt tiêu vĩnh viễn, mà nó chuyển thành trí, chúng ta nhớ rồi nha. Cái sự hoạt động của con người vẫn còn chứ không có hết. Đó, vậy đó. Mình dung được không quý thầy con? À, tương tự như vậy mấy cái kia ha. Rồi bây giờ khi mà người ta hết vô minh thì không còn sắc, phải không? Ví dụ này, nếu vô minh không còn thì hành không còn, hành không còn, thức không còn, thức không còn thì danh sắc không còn. Như vậy thân tâm mình biến mất à? Vậy thì những bậc giác ngộ họ biến thành hư không à? Nếu mà theo cái lý luận này nè, có phải vậy không? Đúng không? Này nha, nếu vô minh không còn thì hành không còn, hành không còn thì thức không còn, thức không còn thì danh sắc, tức là thân tâm mình không còn. Vậy những người nào mà hết vô minh giác ngộ thì họ biến mất tiêu thành hư không à? Thì mình là sanh danh với sắc mà. Không phải vậy nha. Cái chữ không này á có nghĩa là sao? Là cái khái niệm về vô minh hành thức á nó không còn tồn tại nữa. Vô minh nếu đủ điều kiện nó thành, nó không đủ điều kiện thì nó mất. Cái sự còn mất nó chỉ tương đối mà thôi. Ý vậy đó. Chúng ta đi tiếp đi. À, lục nhập không còn thì xúc không còn, xúc không còn thì thọ không còn. Những bậc giác ngộ mà không còn xúc là không được, mà không còn thọ là không xong à. Đức Thế Tôn lúc nhập Niết Bàn á, ngài kêu A Nan đi lấy nước trước khi nhập Niết Bàn á. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói á, này A Nan, ta đau lưng quá, ta khát nước quá. Khát nước với đau lưng là cảm thọ chứ gì nữa, đúng không? Cảm thọ còn chứ bộ, ngài giác ngộ rồi vẫn còn cảm thọ. Nhưng mà
Ngài thấy cảnh thọ đó nó ảo, mặc dù ngài khác, ngài nói ngài có khác, cần có nước uống, còn không có nước cũng chả sao hết trơn á. Đối với Đức Phật, tự tại với nó. Nó có, nhưng mà tự tại, chúng ta lưu ý chỗ đó, chứ không phải là nó mất luôn. Vân vân. Khổ đau chồng chất kia bị tiêu diệt, đó. Khổ đau chồng chất bị tiêu diệt khi mình giác ngộ, mình không còn vô minh, không có nghĩa là mình không có đau đớn, phải vậy. Trong đau đớn mình tự tại với nó. Phật nói kinh này xong, tôn giả Tán Đà Ca Chuyên Viên thấy tâm bừng sáng giải thoát. Vậy thì nãy giờ quý thầy cô Phật tử có bừng sáng chưa? Giải thoát chưa? Bừng sáng thì có. Ít nhất là cũng không phải 0.001%, đúng không? Nha. Tức là hiểu á, được chưa nè? Nhưng mà giải thoát thì chưa rồi đó. Tại muốn giải thoát này thì đợi một A Tăng kỳ kiếp sau nữa. Nếu mình tu đến vô lượng kiếp về sau, một A Tăng kỳ kiếp sau, khi mình vượt qua giai đoạn mà thập tính vô thập trụ, chúng ta lúc đó chúng ta mới có một phần giải thoát, được chưa nè? Tức là tiệm tu từ từ để đoạn phiền não chướng, giải thoát phiền não chướng. Nhưng mà sở chi chướng á, qua cái nghe học này đã giải thoát một phần rồi đó, đã giác ngộ một phần rồi, chứ không phải không giải thoát được. Còn nếu không giải thoát được là ngán rồi, ngủ gục rồi nha. Cố gắng. Vậy thì tâm bừng sáng thì có, mà giải thoát thì chưa. Cắt đứt được các hệ lụy chưa luôn, tức là các kiết sử á, và chứng quả A-la-hán thì hãy đợi đấy nha. Thì xong đi. Cái kinh đó là cái kinh mà ngài đã dẫn chứng trong Trung Luận, là ngài dựa vô đó để ngài lập ra cái Trung Luận này. Chúng ta thấy nó có cái gốc gác nguyên thủy là lý do đó. Bây giờ trở lại cái Trung Quán Luận này. Đây chúng ta coi đây. Đưa về trung đạo bằng cách xa lìa hai cực đoan như kinh Tán Đà Ca Chuyên Viên, không? Này các Chayana, thế giới này phần lớn y chỉ vào hai cực đoan có và không, tất cả là có, vân vân, là một cực đoan, tất cả là không và một cực đoan. Như Lai Thuyết Pháp theo trung đạo chẳng hạn. Đó là lý do mà ngài Long Thọ lập cái kinh này. Bây giờ chúng ta qua. Luận sư lại viết ở đoạn 40 phẩm thứ 24 Trung Luận, để đưa chúng ta về trung đạo bằng cách xa lìa hai cực đoan bằng phương pháp luận của tứ cứu, lìa tứ cứu như sau. Thị cố kinh trung thuyết, nhược kiến nhân duyên pháp, tắc vi năng kiến Phật, kiến khổ tập diệt đạo. Tắc chứ không phải tắc nha. Thế nên trong kinh nói, nếu thấy pháp nhân duyên thì có thể thấy Phật và thấy khổ tập diệt đạo. Ai thấy pháp thì thấy ta, thấy Phật. Tức là ngài cũng dựa trên kinh nguyên thủy để mà ngài lập cái luận đại thừa này. Cái điểm đó là cái điểm giá trị vô biên của cái kinh này, cái luận này. Trong khi đó các luận khác thì nó không có dựa trên kinh điển nguyên thủy. Thế mà thấy pháp nhân duyên thì thấy Phật. Vậy quý thầy cô nãy giờ có thấy pháp nhân duyên chưa? Thấy chưa? Quý thầy cô quan hỷ, quý thầy cô nhìn cái bông màu hồng, màu vàng này nè, màu hồng này cũng được nè. Quý thầy cô thấy pháp nhân duyên trong đây chưa? Quý Phật tử thấy chưa? Dạ là thấy Phật rồi. Đơn giản vậy thôi. Vậy thì mình thờ cái bông hay thờ Phật? Thờ Phật. Cái bông là để quán sát thôi nha. Bẻ từng cánh hoa ra, rồi lấy keo dán lại. Lấy keo dán lại xong rồi tách ra. Tại bông giả mà mình làm được nha. Quý thầy cô cứ làm ngày 10 lần vậy đó, coi không biết ngày thứ mấy ngàn là sẽ ngộ à. Được không? Một lúc nào đó quý thầy cô bừng ngộ ra, cái bông mà mình thấy nó không á, thì cả thế gian này nó sẽ không. Được chưa? Cái lúc mà quý thầy cô thấy được cái bông này nó không á, thì con mắt quý thầy cô, quý Phật tử chiếu đâu cũng thấy không hết trơn. Và cả thế gian này nó là không, không có pháp nào hết trơn á. Vậy là ngộ á. Vậy là tương đương với kiến tánh trong thiền tông, tương đương với kiến tánh thành Phật, được chưa nha? Nhưng mà chưa thành đâu, có là thành trên mặt từ ngữ thôi. Thật ra Phật ngộ là ngộ cái y tánh duyên khởi, là ngộ cái tánh không này mà nó khởi ra cái pháp này nè. Vậy thôi à. Mà bây giờ cái sức ngộ của mình á, nó yếu là bởi vì cái nghiệp lực, cái phiền não nó còn chi phối cái sự nhận thức của mình. Nó không có liên tục từ giây phút này qua giây phút kia, chúng ta thấy thế gian là không mãi mãi. Có thì có tự mãi may, không thì cả thế gian này cũng không. Vậy đó. Thì như vậy, thấy được duyên khởi chính là thấy Như Lai, thấy được tánh không, thấy được Phật tánh, gọi là kiến tánh. Có hai con đường để kiến tánh. Một là kiến tánh là chúng ta tham thoại đầu, chúng ta đưa cái nhận thức phân biệt hai bên của mình vào ngõ cụt bằng cách công phu, bằng cách là mượn một cái câu gọi là nghịch lý, paradox, nghịch lý, để mình suy nghĩ coi cái cách nào để giải cái đáp án đó. Ví dụ như là tiến bộ của một bàn tay, ví dụ như là
sanh từ đâu mà mình có, mà chết mình đi về đâu, ví dụ đó. Hoặc là bây giờ mình sanh ra bởi cha mẹ mình, nhưng mà cha mẹ mình chưa ra đời thì mình là cái thứ gì trên cuộc đời này, ví dụ vậy. Trước khi cha mẹ chưa được sanh ra thì mình là thuộc hàng cháu ngoại, cháu nội của ông bà ngoại bà nội mình, thì lúc đó cha mẹ mình chưa đẻ ra thì mình ở đâu, ví dụ vậy ha. Đó, thì những cái câu đó suy nghĩ không được, suy nghĩ không ra được, thì lúc đó cái đầu mình nó đi vào ngõ cụt, cái lý luận của mình đi vào ngõ cụt, cái nhận thức của mình sẽ đi vào ngõ cụt. Cái câu đó ta gọi là câu thoại đầu. Câu thoại đầu, đề câu thoại đầu lên, ban đầu có thể mình suy nghĩ tư duy chút, mà mình suy nghĩ tư duy kiểu gì nó cũng không ra được đáp án hết, lúc đó khỏi suy nghĩ nữa. Lúc đó mình mới thắc mắc, không biết rằng tiến bộ hoặc bằng tay là cái gì ta, thì cứ thắc mắc như vậy, thắc mắc mà không nghi ngờ, không hồ nghi, thắc mắc. Cái thắc mắc đó nó gọi là doubting, tức là nghi. Doubt. Thì cái này á, thì gọi là nghi nè, cái này gọi là hồ nghi nè. Nhưng mà xin lỗi, cái query có nghĩa là thắc mắc hay là question. Thắc mắc mà không hồ nghi nha, tức là undoubted hoặc là non-doubted cũng được đó, là không có hồ nghi, thắc mắc mà không tin tưởng. Thắc mắc, không biết cái đó đâu, gọi là đại sự sanh tử của mình á. Thì cái thắc mắc đó ta gọi là tình trạng thắc mắc hay là nghi tình. À, sách tiếng Anh nó dịch doubt state là sai á, dịch là query, trạng thái thắc mắc mà không giải quyết được, chứ không phải thắc mắc mà giải quyết được. Ví dụ Archimedes, ổng nói không biết tại sao mình nhảy vô cái hồ thì nó lại nổi lên, tại ổng biết bơi, còn chứ mình thì nhảy vô nó chìm á, cho nên chứ mình không có phát minh ra lực đẩy của nước được nha. Ổng biết bơi, nhưng mà mấy thầy ở miền Tây đâu á, gần bị xong á, nhảy xuống nước là tự động nó nổi à, biết tại sao cái tay chân mình nó quơ vậy, tự động nó nổi. Thì lúc đó đó mình nói, ủa cái gì nó đẩy mình lên vậy ta, nước sao mà nó đẩy được kỳ vậy ta. Thì Archimedes thắc mắc, nhưng mà cái thắc mắc đó giải đáp được thì nó không phải là nghi tình, và chú ý nha. Tại vì sao? Rồi cứ chiêm nghiệm miết rồi một hồi nữa, mình phát hiện, à, khi mà chiếm chỗ không gian đó thì nước nó có cái lực đẩy của nước. Do đó mà mình mới nổi lên, thì ổng mới trần chuồng, ổng chạy ra, ổng là Eureka, ta thấy rồi, ta ngộ rồi. Nhưng mà thật ra cái ngộ của ổng không phải là cái ngộ của nghi tình nha. Cái ngộ thắc mắc thế gian, nghi tình là thắc mắc không giải quyết được. Nó đưa cái bộ não đến cái giai đoạn mà không có nhị nguyên nữa, gọi là trước lời nói, trước suy nghĩ, gọi là thoại đầu, đầu lời nói, đầu suy nghĩ. Cái giai đoạn thoại đầu đó là đến đích, nhưng mà gọi là hóa thành rồi đó. Đến một lúc nào đó, từng sát na này qua sát na kia, nó diễn ra cái sự thắc mắc liên tục á. Cái tâm mình nó không nghĩ được chuyện gì khác ngoài cái thắc mắc đó, mà nó mạnh lắm quý thầy cô. Cái phương pháp này mình đừng có chê là của Trung Quốc nha. Nhiều người chê tham tổ sư thiền là sản phẩm của Trung Quốc, mà coi thường nó thì uổng lắm. Cái phương pháp này á, nó cực kỳ lợi hại, mà cái người nào càng học giỏi, càng nhiều kiến thức thì càng nên tu cái này. Tại sao vậy? Tu cái này nó quét sạch hết tất cả những phiền não, những suy nghĩ của mình, không có suy nghĩ gì nổi nữa trơn á. Đã vô nghi tình rồi á, là nó cứ lướt trên mặt ý thức vậy nè. Cứ mỗi một tâm khởi lên cái là cái nghi tình nó đè xuống, nó đi. Từng niệm là chỉ có niệm nghi mà thấy rõ tâm hành của mình nó lướt trên mặt ý thức vậy đó. Nếu mà công phu á, đến một lúc nào đó mình hầu như không còn cái gì khác ngoài nghi tình thì nó thành khối rồi đó. Thậm chí bước đi cũng không biết mình bước đi, mà nằm cũng không biết mình nằm, ăn không biết mình ăn, ngủ không biết mình ngủ, thức dậy cũng chả biết mình thức dậy, đánh gõ kẽn lên không biết lên bữa này lên tụng kinh hay lên ngồi thiền hay làm gì hết trơn. Mình cứ theo đại chúng mình đi, người ta xách gói đi thì mình cũng xách cái mặc cái áo vô mình đi nha. Đó, thì cứ như vậy mà làm, đến một lúc nào đó đó là cái niệm nghi đó nó sẽ ngừng lại, chứ nó không có hết, tức là nó vỡ ra. Lúc đó gọi là không công phu mà nó vẫn công phu, nó tương đương với nhị thiền. Còn lúc mà nó bùng nổ luôn cả cái khối nghi tình đó, nghĩa là mình không cần nghi nữa, thì cái niệm nghi nó tự động nó mất à, bể. Thì lúc đó gọi là đại ngộ, lúc đó gọi là kiến tánh nữa chứ. Dạ, thì cái kiến tánh của những người đó đó, khi mà ta kiến tánh á, người ta không cần dụng công nhiều, người ta không cần trải qua ba tăng kỳ kiếp tu nữa, mà người ta chỉ cần một kiếp này thôi, vài năm thôi à, là nó sạch hết phiền não. Có người tới vài chục năm á. Ví dụ như thiền sư Quy Sơn đi, Quy Sơn Linh Hữu á, thì 20 mấy tuổi ngày ngộ đạo rồi, ngày ngộ rồi, qua cái nghi tình mà Hoàng Bá thiền sư dạy, phải không? Triệu Châu hay Hoàng Bá ta? Triệu Châu phải không? Nha. Thì khi đó thì ngài lên cái núi Quy, ngài
khai sạc ngày giải thiền á, rồi lúc đó khi mà ngài công phu đến khoảng 5 năm sau á, thì ngài bước xuống núi á, là để mà ngài kiếm đệ tử á, thì đường đi nó lóc hết trơn rồi, nó biến thành rừng trở lại rồi, à, mảnh thú rồi rắn rít hổ beo nó đầy hết rồi. Ngài đi xuống thì tụi kia nó đi tới đâu thì nó dạt ra tới đó vậy đó, cho ngài đi. Nó sợ, mà nó sợ cái uy của ngài á, cái uy của một người có định lực á, nó tỏ ra một cái sức mạnh gì đó mà tụi nó không dám gần. Thì ngài xuống, ngài trình lại với ngài Hoàng Bá, đúng rồi, phải không ta, để cho mình nhớ là coi, một là Hoàng Bá, hai là Diệu Châu, ai ta, thì ngài mới quay lên lại núi á, thì ngài tiếp tục vừa độ chúng mà vừa tu. Ngài độ được một đệ tử tên là Bổn Huệ Tịch, ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Thì khi mà Huệ Tịch đi về núi Ngưỡng Sơn để mà hoằng pháp rồi, thì cứ hàng năm quay về thăm sư phụ. Cái lúc mà ngài Quy Sơn 70 tuổi á, thì có một lần ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch mới thăm sư phụ. Lúc mà ngài sư phụ được 70 tuổi á, thì Quy Sơn mới hỏi, sao thời gian vừa qua con đi về núi Ngưỡng Sơn con hoằng pháp á, con đã tự tại chưa, đã xong việc chưa, xong việc chưa là hết phiền não á. Thì ngài Huệ Tịch mới nói, chứ con hỏi sư phụ lại nè, sư phụ hết chưa mà sư phụ hỏi con. Tức là ông hỏi ông, tức là các thiền sư họ tự tại đó, ngài thầy hết chưa mà thầy hỏi con vậy. Vậy đó, có nghĩa là ngài Huệ Tịch gián tiếp trả lời là con chưa hết phiền não, được không nè. Thì ngài Quy Sơn mới nói, chứ tới bây giờ ta mới hết, tức là khi hết rồi mới hỏi đệ tử mình hết chưa. Cái sự hết đó thì không ai biết, nhưng mà cái ngộ thì biết nha, cái kiến tánh thì ai cũng biết hết trơn á. Mình biết thì người khác kiến tánh trình kiến giải là mình biết họ kiến tánh rồi, nhưng mà cái mức độ mà làm chủ không khởi phiền não nữa đó, tức làm chủ phiền não thì ai tu người đó biết à, ai tu người đó chứng người đó biết à. Thì ngài Quy Sơn tới 70 tuổi mới hết phiền não, chúng ta nhớ chỗ đó. Vậy thì ngài ngộ cao rồi, nhưng mà cái đoạn trừ phiền não từ từ, chứ nó không thể nào đoạn liền lúc, nhưng mà một kiếp xong là quá 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 hay rồi đó quý thầy quý cô. Đến cái đó là chứng A La Hán đó nha. Hết phiền não là tương đương với đệ bát bất động địa, chứng A La Hán. Là những bậc đó là Bồ Tát đệ bát địa rồi, được liệt vào Ma Ha Tát rồi. Chúng ta chú ý chỗ đó. Thì như vậy cái ngộ này á, có thể thấy Phật chỉ là thấy ở cái mặt mà kiến thức thôi, nhận thức thôi, chứ không phải là thành Phật thiệt. Vậy thì quan sát và phân tích hai phía thuận và nghịch của ý thức về lý tính về một vấn đề nhằm khai mở trí tuệ, đưa ra những mâu thuẫn nội tại đương nhiên của ý thức nhị nguyên khiến cho ý thức bị xa lầy không giải quyết nổi, và cuối cùng bày giải phương cách thoát khỏi ngõ bí là trung đạo, vượt ngoài nguyên tắc nhị nguyên của ý thức. Như vậy chúng mình đã nói là có một cái phương pháp mà như là Hòa Thượng Di Lực thường đưa ra cho mình một cái cây bút chì, biết cây bút chì ha, có cái đầu nhọn này nè, có cái cây bút chì và cái đầu này nó có cái cục gom, đúng không? Đó, một cái cục gom ở đây chúng ta thường dùng để gom giấy, hồi xưa ưa xài bút chì kiểu này lắm. Thì thường đến hỏi đạo, hỏi học tham thoại đầu thì Hòa Thượng Di Lực đưa một cây bút ra, thường thường là bút chì. Hòa Thượng nói á, có hai con đường để đi đến đích. Thí dụ như cái đầu bút chì này là cái đích mình cần đến, mình đi từ cái đầu cục gom. Thì cái con đường thứ nhất á, là đi từ cái biết mà đến đích, tức là đi ở trên cái cây bút chì này nè, như con kiến nó bò từ đầu này đến đầu này nè nha, gọi là đi từ cái biết. Và cái cách thứ hai á, mình không có đi từ cái kiểu biết này, mình bay, mình đi tàu ngầm hay là máy bay gì đó không biết, mình bay lên trời cái mình nhảy xuống đây cái đụng cái luôn, gọi là đi từ cái không biết, được không? Cái này gọi là không biết. Cái mà nãy chứ mình nói các thiền sư mà đề ra cái pháp môn tham thoại đầu hay là kháng thoại đầu hay là tham công án á, sẽ đi từ cái không biết này nè, đưa cái bộ não mình vô trạng thái không biết. Mà một khi đến đích rồi thường thường là đại ngộ, chỉ cần tu khoảng thời gian ngắn là xong chuyện rồi, là chứng A La Hán luôn á nha. Thì cái đó cho nên là mình thấy những cái thiền đường mà các ngài tu tham thoại đầu á, dường như là rất ít người ngộ, ít người kiến tánh, là lý do đó đó. Tại vì người ta công phu, người ta đoạn phiền não luôn, đoạn phiền não đến mức độ mà nó không còn, người ta ngộ luôn. Thì người ta ngộ rồi cái phiền não người ta nhẹ hiều à, không có làm chủ được tham sân si hết trơn á. Còn cái biết á là nó cái đó đó, cái của Long Thọ đó đó, là dùng lý luận, dùng cái biết, dùng bộ não phân tích. Phân tích đã rồi cái nó hết phân tích được, nó công nhận rằng là cái sự suy nghĩ nhị nguyên của nó trật. Vậy đó,
là đi từ cái biết để đến đích. Một cái lý luận như vậy rất là hay. Cái biết thứ hai là công phu bằng ý thức chứ không phải bằng lý luận, là cái phương pháp của Tào Động Tông á, phương pháp thiền mặt chiếu á, phương pháp hoặc là phương pháp của tứ niệm xứ, là đi từ cái biết để đến đích. Ví dụ biết về thân trước, đi từ từ quán thân, rồi quán cảm giác là quán thọ, biết từng cái bước chân mình bước đi. Sư Đại Chí Minh vừa rồi cái ngày lễ Phật Hành Đạo đi ra Thường Chiếu để đảnh lễ Hòa Thượng Thanh Từ, để tham dự cái họp tông môn thiền phái Trúc Lâm á, thì cái sư đại mới rủ Chí Minh ra ngoài ngồi nói chuyện chơi. Cái sư đại nói: thầy Chí Minh, Minh Tuệ nói này cho Chí Minh nghe, Chí Minh đừng buồn nha. Vậy có chuyện gì quan trọng thầy nói chắc con quê lắm á nha. Cái mình Chí Minh đừng buồn thì Minh Tuệ mới dám nói. Thầy đừng buồn, Minh Tuệ mới dám nói. Thì nói đi, nếu mà cái điều đó có lợi thì Chí Minh thấy biết ơn thầy chứ có gì đâu buồn. Cái ông mới nói: chứ thầy cái gì cũng đủ hết rồi, học cũng vừa đủ, bằng cấp cũng đủ rồi, nhưng mà thầy thiếu có một cái. Đối với thầy con thiếu gì? Đúng rồi, thầy thiếu có một cái tu à. Bây giờ mà thầy tu thầy làm Phật sự mới được. Cái trời, lúc đó Chí Minh quê dễ sợ luôn, nhưng mà bên ngoài làm tỉnh quê qua nha. Nó sư đệ mình nhỏ mình mà khuyên mình chỉ thiếu một cái tu á, mình quê không, quê quá đi nữa. Tức là mình bình thường mình biết mình không tu thì mình cũng không quê, nhưng mà cái sĩ diện á, có mình không ai nói thì mình không thấy quê, phải không? Đó, mà nói cái quê quá trời luôn, nhưng mà bên ngoài làm cứng lắm nha. Nói trời ơi, mừng quá, nếu thầy nói vậy đỡ quá rồi, sao thầy cũng nói sớm rồi đi nha, cái miệng mình giả lả chứ trong bụng mình quê một cục vậy đó. Ý thầy cô biết làm sao, cái mình nói thì chứ mình cũng biết mình không tu á, nhưng cho nên là nó không có phước, là muốn làm gì cũng không được hết trơn á. Mà bây giờ Minh Tuệ nói chứ mình mới thấy là bây giờ cần phải tu, tại vì Minh Đệ là sư, Minh Tuệ là sư đệ mà nhắc sư huynh thì sư huynh phải xấy xấu hổ mà tu chứ. Cái Minh Tuệ mới nói chứ Minh Tuệ làm thị giả cho sư phụ, từ đó đến giờ học được sư phụ rất nhiều, nhưng mà cuối cùng học được có ba chữ từ sư phụ à, tức là Hòa Thượng Đắc Pháp á, là gì? Nhẹ, chậm và cười, như đó thôi. Ba chữ, tức là thân hành niệm đi nhẹ, đi chậm, cử động tay chân chậm, nói chuyện chậm. Nói chung là mọi thứ đều nên tốc độ giảm tối đa. Thứ hai là thật nhẹ, nói thật vừa vừa thôi, không có hét lên trong micro như chứ mình nói chuyện mà ào 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 người ta nghe không kịp luôn ha. Đó. Thì cái đó là cái quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng nữa là cười. Cái độc chiêu cười này nè, ổng nói ra mình mới thấy là hấp dẫn. Ổng nói chứ nhiều khi Minh Tuệ vui quá, Minh Tuệ hưng phấn quá, cái mình tự cười lại cái mình đang hưng phấn, đang vui của mình á, là tự nhiên cái nó giảm liền, nó giảm 50% liền. Nhiều khi mình tự buồn quá, mình tự phiền não quá, mình tự thấy coi như là không có lối thoát, cái mình cười ngay chính cái khổ đau của mình á, nó cũng bớt 50% liền. Hay chỗ đó đó, cái sướng quá mình cũng cười nó, cái khổ quá mình cũng cười nó, cái là mình ly khỏi nó liền ngay tức khắc à. Đúng là độc chiêu. Rồi ngay cái giây phút đó chứ mình bắt đầu áp dụng liền. Nhưng mà vì cái tập khí, cái thói quen á, nó quá nhiều đời, nhiều kiếp rồi, mà cái kiếp này nó mới nhiều nè. Cho nên á, là nãy đi vô lớp cũng ào ào phải không? Nói chuyện cũng ầm ầm luôn đúng không nè? Đó, từ 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 lại. Mà sư đệ nhắc đúng, chỉ cần như đó thôi là tu rồi đó. Đó. Rồi có thời gian nhập thất để nhìn lại. Tức là cái đó gọi là đi từ cái biết đến đích, được không quý thầy con? À, biết thân, biết cảm thọ, biết tâm của mình, và cười ngay cái tâm hành của mình á, tức là quán tâm trên tâm á. Nó tham biết nó tham, nó sân biết nó sân. Nó tham thì nó đê mê với cái tham, nó sân thì nó khổ đau với cái sân. Cho nên cười lấy nó chính là tâm hành, là quán tâm trên tâm. Như đây thôi là đủ. Cảm thọ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp nằm đây hết trơn này. Đó. Cái độc chiêu nó nằm chỗ đó, là đi từ cái biết đến đích. Thì chúng ta đang đi từ cái biết đến đích bằng ngôn ngữ, dĩ ngôn đoạn ngôn, được chưa nè? Lấy ngôn ngữ, diệt ngôn ngữ là phương pháp của Long Thọ. Còn lấy cái hạnh, dĩ hạnh đoạn ngôn là phương pháp tu của thiền nguyên thủy. Chúng ta có hiểu được cái ý nghĩa Trung Quán Luận là ở chỗ đó. Cái đề thi làm tiểu luận có thể như vậy: hãy trình bày biện chứng pháp Long Thọ, ví dụ vậy, hoặc là hãy phân tích Bát Bất Trung Đạo, ví dụ cái tiểu luận mà chúng ta làm giữa học kỳ á nha. Thì chứ mình sẽ cho mình chọn một trong hai cái đó mình làm cho nó thoải mái, được không? Hãy trình bày biện chứng pháp của Long Thọ theo sự hiểu biết của mình nha.
mình nhìn Trung Quán Luận rồi coi Long Thọ lý luận sao để ra. Thì Biện Chứng Pháp Long Thọ đáng lẽ phải học hết cái Trung Quán Luận thì chúng ta mới làm được cái câu đó. Tại vì Biện Chứng Pháp nó thể hiện qua từng cái bài kệ á, rồi chúng mình sẽ phân tích ngài dùng cái phương pháp gì để ngài bẻ gãy cái lý luận của người ta. Thì chúng ta mới có cơ sở để chúng ta dẫn chứng vô chúng ta làm tiểu luận. Còn cái câu hay nhất là ngày hôm nay chúng ta sẽ hoàn chỉnh nè, là bát bất trung đạo, được không nè? Hãy phân tích về bát bất trung đạo. Đó, thì chúng ta nên chọn cái câu phân tích bát bất trung đạo để làm tiểu luận giữa học kỳ hay hơn nha. Rồi, cái đề chúng mình sẽ cho trong hai cái đó chúng ta tùy chọn. Nếu chúng ta đã học hết rồi về Trung Quán Luận, hoặc chúng ta đọc được, chúng ta biết á, hoặc là có thể tìm một bài kệ nào đó về pháp biện chứng của Long Thọ giống như nãy Diệt Chí Minh trình bày thì cũng được điểm tối đa như Đạo Phật. Bây giờ còn một cái slide cuối cùng về biện chứng pháp Trung Quán, mình nói luôn nha. Mục tiêu của biện chứng pháp Trung Quán và vai trò của nó. Mục tiêu á là ngài mở ra cho mình một cái hướng nhận thức mới, tức là một pháp tu mới bằng lý luận thôi, gọi là trung đạo, mở ra con đường trung đạo dẫn đến trí tuệ bát nhã ba la mật. Thông qua cái học này mà chúng ta có thể làm tương lương cho mình để mình tu quán các pháp được hết. Tại vì sao? Một khi đã chỉ điểm ra, giống như hồi nãy sư đệ với mình nó chỉ ra cái khuyết điểm của mình, nó chỉ ra cái lỗ hổng trong cái con đường, cái tâm linh, đời sống tâm linh của mình á, lúc đó mình lắp lại là xong. Bây giờ Long Thọ chỉ ra cái cách suy nghĩ trật của mình á, thì mình sẽ đến một lúc nào đó đó, mình sẽ nhìn lại coi mình nhìn thế giới, con người, vũ trụ này, quan điểm sống của mình như thế nào á, nó đang trật đó, là có cơ hội chúng ta sẽ sửa sai và chúng ta có trí tuệ bát nhã. Thì chúng ta sẽ coi sau này chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Bây giờ mình thấy những bài kệ này chán ngắt à, những bài kệ mà gì không đến không đi rồi không nhân không quả gì mình thấy chán ngắt à, nhưng cứ nạp vô đi, đến một lúc nào đó mình sẽ thấy rằng là cuộc đời này không có cái gì gọi là nhân, chả có gì gọi là quả hết, nó rỗng không à. Thì nhờ những cái nạp vô hôm nay nè, mà những cái nạp vô hôm nay ta gọi là những cái kiến thức từ đâu mà có? Từ chân như gọi là chân như tối thượng, tối cao, vi diệu gì đó, nó lưu xuất đến đây. Tức là theo quan niệm của Du Già Tông á, thì A Lại Gia Thức chúng ta nó không có chủng tử Phật, nó chưa có. Chỉ trừ khi Phật ra đời khai mở giáo pháp, trình bày thuyết trung đạo thì mới có được những hạt giống Phật. Mà những hạt giống Phật này là được nghe giáo pháp của Phật, mà giáo pháp của Phật là từ chân như tối sơ của chư Phật chư Bồ Tát lưu xuất ra thông qua các bài pháp giảng về chân lý này, và truyền trong kinh điển, rồi truyền đến mấy ông thầy dạy pháp, rồi truyền đến mình, được không? Thì mình cứ nạp nó vô đi, không mất đâu hết trơn á. Một ngày nào đó nhờ mấy cái chủng tử này nè, chúng ta đã thấy được chân như thật tướng của các pháp. Đó là cái ý nghĩa của mục tiêu của biện chứng pháp Trung Quán là như vậy. Nhằm thức tỉnh giác quan nội tại nơi phần sâu thẳm trong thể tánh, hầu như để hầu thực chứng tánh không cho mình. Thì đó là cái mục tiêu của ngài Long Thọ, là qua cái biện chứng pháp này, qua cái con đường trung đạo này ngài mở ra, là đánh thức cái nhận thức nguyên sơ của chân tâm mình thôi. Còn cái vai trò của nó là gì? Vai trò của nó là biện chứng pháp này là những phương tiện để giác ngộ bằng cách là thay đổi nhận thức, mà trong tiếng Phạn gọi là chuyển y. Parabritti là chuyển y. Chuyển cái gì mà mình đã y cứ sai lầm hồi xưa, giờ mình y cứ vào A Lại Gia Thức, y cứ vào Mạt Na Thức, thấy các pháp có ngã, có pháp, thay đổi nó thì gọi là chuyển y cái nhận thức nhị nguyên của mình. Thì lúc đó mình sẽ giác ngộ. Thì giác ngộ là cái gì? Giác ngộ là thấy một cách trung thực, tiếng Phạn gọi là Yathabhutam, như thực tánh Yathabhutata các pháp. Vậy là xong, thấy được tánh không của nó thôi chứ không có gì cả. Đó là cái phần biện chứng quán trung pháp về ý nghĩa của nó. Bây giờ thì quý thầy cô, quý Phật tử thích sâu, thở sâu 3-4 lần hoặc cho đến 10 lần đi, rồi chúng ta đi vào bài kệ này, chứ không đủ năng lượng để hiểu nó nha. Rồi. Thật ra thì cả 8 cái này á, nó mới là một bài kệ trong tiếng Phạn. Kệ bát bất trung đạo và kệ lễ tán Phật á, thì thí dụ như cái câu bất sinh diệt, bất thường diệt, bất đoạn á, nó là một cái hàng ở trong tiếng Phạn à. Rất tiếc chứ mình không có đủ chỗ copy lên đây. Một cái hàng ngang thôi.
Một cái hàng ngang trong tiếng Phạn á, nó gồm có bốn cái A, tức là bốn cái bất á. Bất sinh, diệt, bất diệt, mà thường nó để là Aniroda là bất diệt trước, rồi đến bất sinh sau, rồi đến bất đoạn, rồi đến bất thường. Đó, là bất sinh, diệt, bất thường, diệt, bất đoạn, đã nằm một hàng thôi, một dòng thôi. Rồi bất nhất, diệt, bất dị, bất lai, diệt, bất xuất là dòng thứ hai trong tiếng Phạn. Bất năng thiết thụy nhân duyên, thiện diệt chư hí luận là dòng thứ ba trong tiếng Phạn. Và dòng thứ tư của cái bài kệ này, bài kệ đầu tiên của Trung Quán Luận á, ngã khể thủ lễ Phật chư thuyết trung đệ nhất là dòng thứ tư. Như vậy tám cái dòng kệ chữ Hán này chính là bốn câu kệ ở trong tiếng Phạn ha. Cái gốc nó vậy đó, thì cái đó chỉ là hình thức thôi, giống có gì. Cho nên á, mình phải phân tích luôn cả tám cái câu kệ chữ Hán này, tức là một cụm được gọi là một bài kệ tiếng Phạn đó nha. Nó gồm có tám cái câu kệ, bởi vì tiếng Hán dùng gọi là ngũ ngôn tứ tuyệt, cho nên cái câu tiếng Phạn nó dài quá, phải cắt ra làm đôi để làm thành hai câu kệ. Ngũ ngôn là năm từ, tứ tuyệt là bốn dòng. Vì vậy hai cái khổ thơ ngũ ngôn tứ tuyệt này hình thành nên là ngũ ngôn bát tuyệt á, thì nó chính là bốn cái bài kệ, bốn dòng kệ trong chữ Phạn. Chúng ta do đó chúng ta phải phân tích chung luôn thành một nhóm, chứ không có tách riêng ra được. Đọc lên thấy rất là dễ hiểu, nhưng mà không có thông nổi. Bất sinh diệt bất diệt, bất thường diệt bất đoạn, bất nhất diệt bất dị, bất lai diệt bất xuất, năng thiết thụy nhân duyên, thiện diệt chư hí luận. Về sáu câu này mình làm chung một nhóm đó nè. Tám cái bất này, sinh diệt thường đoạn nhất dị lai xuất, có khả năng nói lên cái giáo pháp nhân duyên mà Phật đã ngộ với cội Bồ Đề. Được chưa? Dịch vậy cho nó gọn nha. Tức là cái chữ năng này nè, cái chữ năng này là động từ, năng thuyết này là động từ, tức là can talk hoặc là can say cũng được, có thể nói, đúng không? Đây nè quý thầy cô coi nha. Cái chủ ngữ cho cái động từ năng thuyết thị nhân duyên này chính là cái cụm tám cái bất này. Tám cái bất này có khả năng thuyết cái pháp nhân duyên, được chưa? Mà Đức Phật đã ngộ đó. Rồi chúng ta cái cấu trúc nó là vậy. Và tám cái bất này có khả năng là diệt, mà diệt một cách là từ bi ha, thiện chứ không phải mà ác diệt nha, các cái hí luận của Phật giáo bộ phái, Phật giáo tiểu thừa, ý vậy đó. Thì cái ý nghĩa của cái này mình hiểu chưa? Thông qua nha, hiểu hết không quý thầy con? Rồi bây giờ á, thì trước khi để phân tích cái chuyện hí luận như thế nào, và con thiện diệt chưa hí luận như thế nào, và con đưa về đúng cái pháp nhân duyên, thị nhân duyên của Phật á, thì cho phép con á, lễ, đảnh lễ Đức Phật cái đã, ngã khể thủ lễ Phật, cho phép con xin lễ lạy Đức Phật cái đã. Phật là người mà ở trong các học thuyết gọi là chư thuyết là các học thuyết của ngoại đạo lẫn tiểu thừa vân vân, tất cả các học thuyết á, thì trong đó đó ngài là số 1, được chưa? Ý câu này là chư thuyết trung đệ nhất, là Đức Phật là đệ nhất trong tất cả các học thuyết, hay giáo pháp của Phật là giáo pháp số 1, giáo pháp nhân duyên á là giáo pháp số 1 trong tất cả các học thuyết, gọi là chư thuyết trung. Rồi trong các học thuyết thì cái giáo pháp nhân duyên của Phật này là số 1, hoặc là chính Đức Phật là số 1 cũng được, tùy theo mình hiểu. Vậy cái này hiểu hết chưa quý thầy con? Về mặt nghĩa đen hiểu hết rồi ha, thông qua nha. Rồi bắt đầu mình đi vào từng cái một. Bây giờ á thì phá tự tánh nhân duyên quả. Xin lỗi, bây giờ trở lại cái bài kệ này đi. Thì trong cái bài kệ bắt bắt này nè, chúng ta phân tích như thế nào để làm tiểu luận đây? Thưa quý thầy cô, nếu mà mình ngồi mình suy nghĩ một chút á, thì nó sẽ ra là tám cái bài kệ này không phải mà tự nhiên đưa ra cách ngẫu nhiên, mà nó bao trùm toàn thể vũ trụ và nhân sinh trong tám câu kệ này. Câu kệ thứ nhất, sinh diệt là sự hiện hữu của một con người và sự biến mất của một con người. Như vậy nói về sự hiện hữu của một vật, đúng không nè? Nha. Mà sự hiện hữu của một vật nó luôn luôn tồn tại trong cái ba chiều. Ba chiều là gì? Không gian, thời gian và sự vận hành. Nha. Như vậy thì cái câu kệ thứ hai sẽ nói về bất thường diệt bất đoạn. Thường là còn mãi mãi, đoạn là không còn mãi mãi mà có thể đứt khúc. Thì cái đó nói về không gian hay thời gian? Thời gian. Đó. Vậy câu thứ hai bất thường diệt bất đoạn là
nói về thời gian của một pháp hay vạn pháp trong vũ trụ này. Khi nó hiện hữu thì nó phải tồn tại trong thời gian. Đó là quan niệm thông thường của con người. Nhưng mà quan niệm của Ngài Long Thọ là không có sự hiện hữu, cũng chẳng có thời gian đâu, nên bất là lý do đó. Thứ ba, bất nhất diệt bất dị. Nhất là một, là đồng, là giống, dị là khác, là nhiều. Mà một giống thì nó nhỏ, mà nhiều thì nó lớn, như vậy thì nó chiếm về không, không gian. Chúng ta chú ý chỗ đó. Cái cuối cùng là không phải tồn tại trong không gian và thời gian, nghĩa là đứng yên được, mà nó phải vận hành. Thì vì vận hành mới tạo ra không gian, vận hành mới tạo ra thời gian, đúng không nè? Cho nên cái thứ tư là bất khứ, bất lai, diệt bất xuất. Lai là đến, xuất là đi. Thì như vậy nó nói về sự vận hành của một pháp nào đó, chứ không có riêng đến đi. Ví dụ quý thầy cô, quý Phật tử đang ngồi viết, thì viết và không viết cũng là đến đi, đúng không nè? Học và không học cũng là đến đi. Thở và nín thở cũng là đến đi. Nó là lý do đó đó, là sự vận hành của mình, được không nè? Mở mắt học, nhắm mắt ngủ cũng là đến đi, được không? Chán hay là thích cũng là đến đi, vân vân. Sự vận hành có là có đến, có đi. Như vậy, bát bất trung đạo này bao gồm tất cả các sự vật hiện tượng trong vũ trụ đang tồn tại, hiện hữu trong không gian, thời gian đang vận hành. Và tất cả sự hiện hữu trong không gian, thời gian và sự vận hành đều ảo, cho nên bất, cho nên không có thật. Bất là lý do đó đó. Và bây giờ đi vào phân tích nó bằng những bài kệ, nói tiếp những bài kệ học mà phát mệt luôn. Chúng ta chú ý. Chư pháp bất tự sinh, diệt bất tùng, tha sinh, bất cộng, bất vô nhân, thị cố tri vô sinh. Chúng ta có thấy tứ cú trong cái này không? Bây giờ á, chúng ta bỏ cái chữ bất đi thì có phải là nó thành tứ cú không? Bây giờ chúng mình phân tích nha. Chư pháp là gì? Tất cả các pháp tự sinh thì nó thuộc về tứ cú thứ nhất. Một là có, phải không nè? Có cái sinh, có sinh nha. Rồi, cái thứ hai, bất tùng tha sinh là ở cái khác mà nó sinh ra. Sinh thì lại có hai, một là tự sinh, hai là tha sinh, cái khác sinh ra. Phân tích cái sự sinh thôi, tức là cái có này thôi, nó có hai mặt lực, là tự sinh và tha sinh. Tức là phân tích đến mức độ mà không phân tích được nữa. Nhưng mà cái nguyên tắc của Ngài á là phá nhị nguyên. Chúng ta chú ý nè, đưa về trung đạo. Cho nên nói một cái gì cũng phải nói đủ hai mặt. Là phương pháp của Ngài là phương pháp gọi là giống như vi tính, nó xài là nhị phân vậy đó. Phương pháp này rất khoa học, rất hiện đại. Mà khoa học hiện đại ngày nay tạo ra cái màn hình trình chiếu cho mình, tạo ra tất cả mọi thứ về vi tính, kể cả điện thoại di động, máy tính bảng, nhân dân, đều dựa trên cái ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ nhị nguyên. Ngôn ngữ đó được thành lập nên bởi những con số không. Thí dụ 8 con số 0 á, thì nó bằng 0. Mà 8 con số 1 á, thì nó là 1. Mà bây giờ 2, 3, 4, 5 tính sao? Đổi. Thí dụ như 0, 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
thí dụ rồi đó. Rồi này là 4, này là 5, ví dụ vậy nha. Đó. Thay vì nói con số 5 thì người ta mã hóa bằng cách là đánh một lúc 0000.00, bỏ dấu chấm luôn. 1111 là tượng trưng cho con số 5 thí dụ đó. Rồi chữ A, chữ B, chữ C cũng là dựa trên 0, tổ hợp của 0 với 1 lại có khi là hàng chuỗi 0000 với 1 nè. Có hàng triệu cái chữ 0000 với 1 vậy đó, thì nó thành ra là tất cả mọi thứ trên đời là gọi là nhị phân của ngôn ngữ vi tính, ngôn ngữ computer. Thì chúng ta thấy nhiều khi chúng ta có một cái file gì đó mà mở lên không được, nó bị hư cái lỗi gì đó, cái nó mở cái file Word đó lên nó không ra chữ quý thầy cô, mà nó ra một loạt những con số 0000 với 1, nó ship giống như là kiến vậy đó nha. Toàn bộ văn bản mình 0 với 1 không à, mình không biết cái gì chân luôn. Tại sao nhiều 0 với 1 vậy? Là bởi vì nó mã hóa. Thí dụ chữ A là 0001 0000.00 gì đó, và chữ B là cái gì đó là nó thành tất cả vạn hữu này vậy đó. Thì cái nguyên tắc nó chỉ có vậy thôi. Long Thọ đi vào phân tích đó, là đi nó về tận cùng của cái con số 2 à, nhị nguyên. Ví dụ nói sinh thì ngài nói, bây giờ ngài suy nghĩ coi người ta quan niệm về sinh đó, luôn luôn nó phải có hai cái, một là tự sinh tha sinh, ví dụ đó à. Nói đi là sao, là đi và đứng, ví dụ kìa ha, đối lập với nhau, mà mọi cái lý luận của ngài đưa ra đều phân đôi như vậy, và phá từng cái phân đôi một là đưa về trung đạo, chỉ có như vậy thôi, cái nguyên tắc vậy đó nha.
Bây giờ tứ cú thứ nhất là có. Trong bốn cú á, thứ nhất là có. Thì cái có này mình ráng làm sao mà tìm ra nó có hai mặt của một cái có đó nha. Thì ví dụ như có sinh, thì sinh này nó phải là tự sinh hay là tha sinh thì mới được. Thí dụ đó. Rồi không sinh là cái gì? Vừa có sinh vừa không sinh, đó cộng á, bất cộng á nha, cộng. À thì bây giờ cái này chúng ta đi vào phân tích từng cái một. Tự sinh tha sinh là sao? Cuộc đời này á, sinh ra, tự mình sinh ra thì có được không? Mình không thể tự sinh ra mình, tại vì mình phải nhờ cha mẹ mình sinh ra rồi, đúng không nè? Nhưng mà tự sinh không ra được thì mình sẽ rơi vào cái đối nghịch là người khác sinh ra mình, đúng không? Thì bây giờ cái tự sinh là phá dễ rồi, mình không thể tự sinh ra mình được rồi. Đương nhiên, bây giờ còn cái tha sinh này nè, mình thử tìm hiểu coi có đúng không nha. Bây giờ mình là cái khác sinh ra, đồng ý không nè? Quan niệm này là quan niệm của nhất thiết của bộ rồi đó. Năm uẩn không thể tự sinh ra nó, mà do năm cái thứ, mình không phải tự sinh ra mình mà do năm uẩn hợp nên, như vậy mình là cái khác sinh ra mình. Cái này có vẻ đúng, đúng không nè? Hình như cái này đúng thì phải. Mình không thể sự tin mình thấy rõ ràng cha mẹ mình sinh ra mình mà. Đó. Mà cái tha sinh là cái mà mình phải phá luôn mới được à nha. Để cái sinh nó không còn tồn tại, nó không có thiệt mới được. Làm sao phá tha sinh đây? Rất là đơn giản với Phật tử, với thầy con. Không có gì khó chứ. Nếu như mà anh đã phân tích là cái tự, thì cái tự này phải nhờ cái tha mà mới có tự. Từ từ nha. Thí dụ như quý Phật tử, quý thầy cô nhìn Chí Minh, thì Chí Minh là quý Phật tử hay quý thầy cô là tha hay tự? Đối với quý thầy cô Phật tử á, là tha, đúng không? Còn ngược lại, Chí Minh nhìn quý thầy cô quý Phật tử thì Chí Minh là tự, mà quý thầy cô quý Phật tử là tha. Đương nhiên rồi đó nha. À rồi, bây giờ tự không có thiệt, không có, thì tha cũng sẽ không có. Lý luận là vậy đó. Mình đừng có suy nghĩ xa quá, mình hãy suy nghĩ trên mặt ngôn ngữ trước cái đã. Mình khoan suy nghĩ cái lý thuyết gì xa vời siêu hình gì chân á, mình cứ dựa trên ngôn ngữ học để mình lý luận. Cái này là dĩ ngôn phá ngôn nha. Tự sinh không có thì tha sinh cũng sẽ không có. Đó là một kết luận, đó là một định lý, đó là một định đề, đó là một phương trình. Vậy đó này nha. Tự không có thì tha không có. Tại sao? Bởi vì tự là lấy cái tự đối nghịch với cái tha. Cái tha sở dĩ có được là nhờ có cái tự. Mình á không thể tự sinh ra mình thì cha mẹ của mình sẽ không thể tự sinh ra cha mẹ của mình được, đúng không nè? Và cha mẹ của mình không tự sinh ra mình được thì cha mẹ của mình sẽ không tự sinh ra được cái gì hết, tại vì không sinh, không có tự sinh, không sinh ra được cái gì hết trơn á, thì làm sao mà sinh ra mình? Đại khái vậy đó nha. Hình dung rồi. À, tức là cha mẹ của mình á thì hai ông bà, ông mẫu và mẫu của mình cũng không thể tự sinh được, đúng không? Mà không thể tự sinh làm sao sinh ra được cái gì nữa? Đại khái vậy đó. Hai người không có sinh ra được mà. Mình không thể tự sinh ra thì cha mẹ mình cũng không thể tự sinh ra. Như vậy, sở dĩ mình gọi là tha sinh là bởi vì nhờ có khái niệm tự mới có khái niệm tha. Bây giờ khái niệm tự bỏ đi, không có khả năng, thì khái niệm tha cũng không có khả năng vì suy luận chứ không phải gì trơn á. À, mà mình ảo giác mình thấy rằng là có cái tha sinh ra mình, chứ thật sự không có cái gì sinh ra trên đời này hết. Mà cái đó nó đúng là tại sao? Cái này không phải là trò chơi ngôn ngữ, cái này không phải ngụy biện, mình phải luôn luôn nhớ nha. Cái này dựa trên chân lý mà nói, nó mới thuyết phục được người ta, nó mới không bị bắt bẻ. Cái chân lý là chả có cái gì sinh ra trên đời. Cái chân lý nó nằm ở chỗ đó đó. Cái mà con người quan niệm về sinh là từ không nó thành có, được chưa nè? Nhưng mà thực sự trên đời này chỉ có cái sự tổ hợp đủ duyên thì nó tổ hợp. Ta gọi cái con người lại cho rằng cái đủ duyên tổ hợp nó sinh ra một pháp, chứ thực ra không có pháp gì để sinh ra cả. Pháp không có thì sinh nói gì có cái pháp sinh ra đó, ý như vậy đó. À, rất là đơn giản, trừ trường hợp mình hiểu, trừ trường hợp mình ngộ. Còn mình chưa ngộ thì đương nhiên không có đơn giản chút nào. Quan hỷ dùm cho cái bông màu trắng đi, cái bông màu vàng đi, hồi nãy thấy cái bông màu hồng rồi chứ gì. Ô may quá, cái lá nó rớt xuống rồi. Thưa quý thầy cô, chỉ cần quý thầy cô ngắm cái bông thôi, quý thầy cô thấy cái lá, à cái lá nó rụng xuống, cuối cùng không có lá, cuối cùng thì cái bông rụng hết, cái cánh này rụng luôn, nhưng mà rất tiếc là rụng rồi không có tiền đền, cho nên là thôi đừng có rụng nha. Quý thầy cô cứ xé nó ra, liện nó xuống dưới mặt đất vậy đó, thì tự nhiên mình nó diệt, đúng không nha. Rồi cái nhưng mà may là bông giả, lấy keo dán sắt dán lại được.
Cho nên mình ghép lại, lại nó thành cái bông mình gọi là sinh, đúng không nè? Thực tế vì cái bông không có, cho nên hãy nó đủ duyên nó tổ hợp, cái gì không biết nó tổ hợp nên nó giống giống vậy thì mình gọi là cái bông sinh ra. Như vậy cái bông không có thì cái hiện tượng sinh cũng không có đâu quý thầy cô, mà là sự tổ hợp thì có đó. Sự tổ hợp đó, nó đủ duyên nó tổ hợp. Mà tổ hợp tới cái mức độ mà ví dụ như nó tổ hợp mà không có cái lá này, mà cũng có cái đài, mà chỉ có hai cái cạnh hoa này thôi. Ví dụ như mấy cái kia nó cháy hết, còn hai cái cánh hoa như vậy, mà nó tổ hợp như vậy. Chứ mình nói quý thầy cô cái bông này đẹp không, quý thầy cô có chịu không? Tại sao vậy? Nó chưa đủ, nó chưa đủ những cái yếu tố để tạo thành cái bông hoa. Vì bông hoa là phải có ít nhất thêm vài cái cánh hoa nữa, và cái đài hoa, cái lá cọ nhụy hoa gì mới gọi là cái bông hoa chứ. Còn ổng đưa có hai cái cánh hoa, ổng đưa lên vậy, ổng nói hoa này là gì, giống cánh bướm thì có. Ví dụ vậy ha. Đó. Như vậy thực sự cái bông nó không có, mà nó là do sự tổ hợp thôi. Tổ hợp đến cái mức độ mà nhận thức của mình cho đó là cái bông thì nó thành cái bông. Chứ thực sự không có cái bông à nha. Mà thực sự không có cái bông thì cái sự sinh ra của cái bông cũng không có đâu. Do đó cái tự sinh cũng không có. Mà do cái khác sinh ra thì càng không có à. À, cái khác sinh ra là cái này nè. Hai cái cánh bông này, cái cánh hoa này nó ghép lại thì ta gọi là sự ghép, chứ không phải là sự sinh ra cái bông gì chứ. Do đó ý nói, nhưng mà cái đó là phân tích để cho mình hiểu cái bản chất vấn đề. Nó không phải là cái lý luận của Long Thọ, không phải là đưa mình về cái bản chất vấn đề, xin lỗi, không phải là trình bày cái bản chất vấn đề, mà trình bày ngôn ngữ. Ngôn ngữ nó sẽ bị đoạn diệt, tức là mình không có phân tích như nãy giờ để giải thích cho hiểu về cái bản chất. Ngài nói rằng là cái tự sinh, cái tự không có thì đừng nói đến cái tha, tại vì cái tha là một cái khái niệm đối lập với cái tự. Mình gọi là tự chứ người khác nhìn mình là tha đó. Chí Minh không tự sinh ra thì quý thầy cũng không tự sinh ra. Thì quý thầy mà không tự sinh ra thì Chí Minh sẽ nói quý thầy sẽ không tha sinh. Thí dụ đó. Đại khái vậy. Cái tự, cái tha là nhờ có cái tự mà có cái tha. Lý luận thôi. Mà lý luận này không phải ngụy biện, không phải là hí ngôn, hí luận, mà là dựa trên cái chân lý mà nãy giờ mình lấy cái bông mình phân tích đó. Được không? Đó. Do nên nó đúng, cho nên nó không bị bắt bẻ. Bây giờ hiểu được cái sinh chưa? Cái tự sinh không có thì tha sinh đương nhiên cũng sẽ không, bởi vì tự nó hình thành nên cái tha, mà tha hình thành nên bởi cái tự. Do đó tự không có thì tha không có, mà tha không có, tự không có thì sinh sẽ không có. Rồi bắt đầu tiếp tục. Nếu anh nói rằng là sinh không có, sinh thì bắt đầu nó phải có cái khái niệm đối nghịch với nó là gì? Vô sinh hay là không sinh? Bây giờ anh nói sinh không có thì tôi nghĩ rằng là sinh cộng với vô sinh, sinh cộng với vô sinh thì nó sẽ ra là có, đúng không? Có một cái vừa sinh vừa không sinh, thí dụ đó. À, tức là khi mà nói sinh không có thì người ta nghĩ vậy, mọi vật không có sinh cũng là một cái chấp không được. Không sinh làm sao có? Làm sao có mặt sự vật được? Cho nên là nói các pháp không có sinh cũng không được. Không sinh thì không có cái gì. Vậy thì bệnh viện phụ sản đóng cửa là vừa rồi, tại không có sinh. Rồi nếu nó không diệt á thì mấy cái chạy hòm phá sản, mấy cái lò thiêu phá sản, vẫn có sinh, vẫn có diệt. À, như vậy anh nói không sinh không đúng à. Tôi chứng minh cho anh là trên đời này có đứa bé mới ra đời và có ông già chết đi, ví dụ đó. Đó là lý luận không sinh cũng không được. Vậy thì người ta sẽ bám vô cái là cộng hai cái đó lại đó, tức là bất cộng bất vô nhân nha. Bất cộng là sao? Không thể nào mà có một người vừa sinh ra cái là vừa chết đi trong lúc sinh được. Không có, không có lúc đó nha. Nó phải sinh ra rồi nó mới chết, chứ không có mà nó sinh là nó chết luôn, không được. Đứa bé ra đời cái là đám ma nó liền là không có được nha. Không có cộng hai cái đó được. Rồi bây giờ không sinh, tức là gọi là vô nhân á. Không sinh cộng không vô sinh, thì không sinh không vô sinh thì làm gì có sự vật gọi là vô nhân nha. Mà vô nhân đời có quả sao được. Vậy đó, không có cái chuyện gì mà không có hiện hữu, không có mất đi mà nó có mặt cả. Một sự vật có mặt là phải có hiện hữu và mất đi, tồn tại gọi là sinh trụ diệt. Muốn trụ thì phải có sinh và có diệt. Như vậy anh nói là không sinh không diệt, vậy thì có mặt là gì vậy? Vô lý. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ lý luận về mặt ngôn ngữ thôi, chứ đừng có đưa cái gì cao siêu vô, được không quý thầy con? Lý luận thôi là đã thấy trật rồi, tại vì cái thức của mình á nó quen nhìn sự vật hai bên như vậy. Mà cái chân lý nó nằm ở cái chỗ không phải hai bên. Cái sự thật hay còn gọi là thực tướng của sự vật nó không nằm ở chỗ hai bên. Cái bài kệ này xong đi, bỏ qua. Nhân duyên thứ đệ duyên, duyên duyên tăng thượng duyên, tứ duyên sinh chư pháp,
cánh vô đệ ngũ duyên. Đây nè, cái bài kệ này là mới có giới thiệu thôi, là bốn duyên trong cái thời Long Thọ đó. Trong cái thời Long Thọ, người ta nói rằng tất cả sự vật trên đời này nó được tổ hợp bởi bốn cái nguyên lý. Cái sự tổ hợp không phải là đơn giản đâu, nó có bốn cái nguyên lý để tổ hợp tất cả. Ví dụ như cánh hoa này được làm nên bởi cánh hoa, thì bây giờ mình đem 1000 cái lá giống vậy mình ghép lại có thành cánh hoa được không? Thành cái bông hoa được không? Xin lỗi, không. Mà cái bông hoa muốn thành lập là nhờ cái màu trắng này nè, cái cánh hoa này nè, nó mới thành được cái bông hoa. Thậm chí không cần lá, chỉ cần mấy cái cánh hoa màu trắng này dán lại cũng thành cái bông hoa này, đúng không nha? Như vậy trong cái bông hoa này thôi đã có sự phân biệt rồi đó. Cái yếu tố chính để tạo nên cái bông hoa là cánh hoa, đúng không? Còn yếu tố phụ để làm cho bông hoa đẹp hơn là hoa phải có lá, có cành, có nhụy. Thì lá, cành, nhụy là yếu tố phụ, phải không quý thầy cô? Yếu tố chính ta gọi là nhân duyên, được không nè? Yếu tố chính tạo nên ta gọi là nhân duyên. Đó, nhân duyên. Rồi, cái yếu tố thứ hai là để duy trì sự tồn tại của cái bông hoa này á, là nhờ có thứ đệ duyên. Thứ đệ là từng bước lần lượt từ sát này qua sát na kia nó còn tồn tại, ta còn gọi là đẳng vô gián duyên. Một là nhân duyên, là duyên chính. Duyên chính. Hai là thứ đệ duyên. Thứ đệ duyên còn gọi là đẳng vô gián. Đẳng vô gián về mặt thời gian. Và thứ ba là gì? Sở duyên. Duyên. Và thứ tư là, thứ tư là gì? À, tăng thượng. Tăng thượng duyên. Chúng ta thấy các pháp trên thế gian nó tổ hợp với nhau chỉ có theo bốn quy tắc này thôi. Bốn quy tắc đó à. Thưa quý thầy cô, bốn quy tắc này cái nó cho chúng ta thấy rằng trên đời này không có nhân, không có quả. Chính cái chỗ này mới khẳng định là không có nhân, không có quả nè. Trên đời này không có gì gọi là nhân cả, mà chỉ có duyên với duyên với duyên với duyên thôi. Mà không có nhân thì pháp không có đó, chú ý chỗ đó đó. Chỉ có duyên chính, duyên phụ thôi, duyên không gian, duyên thời gian thôi. Mình giải thích cho nghe. Thứ đệ duyên là nói một cái duyên gọi là thời gian duyên. À, đẳng vô gián duyên á. Tức là hồi nãy giờ cái bông nó nằm yên trên cái bình đó, nó đẹp muốn chết vậy đó. Mà tự một cái bàn tay sát thủ của Chí Minh chỉ vô rút cái bông ra, xé nó ra từng cánh hoa như vậy. Thì là Chí Minh đã dùng cái duyên thứ đệ duyên hay đẳng vô gián duyên can thiệp vô cái bông đó, làm cho cái bông đó tiêu tan hết thành những cánh hoa. Nó không còn tồn tại được nữa. Thì ta gọi là đẳng vô gián duyên nghịch, được chưa nha? Nó tác động, nó làm phá hủy cái sự tồn tại của một vật, gọi là đẳng vô gián duyên nghịch. Còn nó duy trì cái sự vật tồn tại thì gọi là đẳng vô gián duyên thuận, được không? Đó. Sự vật nó muốn tồn tại thì nó phải có cái duyên đó. Mà cái duyên đó chỉ phụ chứ không phải chính. Mà cái duyên chính vẫn là những cái cánh hoa này nè, thì mới gọi là cái bông được. Chúng ta chú ý vào đó. Rồi, cái sở duyên là gì? Sở duyên là một cái duyên mà nó vốn có từ trước. Gọi là sở duyên là cái duyên, sở là của mình. Duyên là cái mà mình đã từng gặp nó trước đó, thành chủng tử hình bóng ở trong A Lại Gia Thức của mình rồi. Thì những cái hạt giống đó trong tâm thức của mình, những cái ảnh tượng trong tâm thức của mình đã từng gặp cái bông á, thì cái đó ta gọi là cái duyên của sở duyên. Hiểu nổi không quý thầy cô? Cái sở duyên duyên là cái khái niệm khó hiểu nhất trên đời, trong bốn duyên này. Mà coi chừng ta lầm hết trơn á. Mình học thành giới thức luận rồi cái gì nha. Đó. Thì chưa bao giờ quý thầy cô thấy cái bông này á, thì chứ mình có dơ cái bông này lên, quý thầy cô cũng không biết nó là cái gì hết, đúng không nè? Thì nó không thành một pháp đối với thức của quý thầy cô nha. Mà nhờ cái sở duyên mà quý thầy cô đã có trước á, thì nhờ cái duyên của sở duyên đó đó, à, tức là quý thầy cô phải dùng vận dụng cái kiến thức của mình đã từng thấy cái nó tựa tựa như vậy là cái bông nè, thì mới nói a đây là cái bông đó thầy, ví dụ vậy đó. À, còn chưa bao giờ mình thấy đây là cái bông mà đưa cho đứa con nít mới đầy tháng hoặc nó mới một tuổi à, lần đầu tiên đưa nó cái này là chết liền, coi chừng nó tưởng bánh nó ăn á nha. Có đứa con của cái ông, của ông thầy ở dưới Vĩnh Long mà chăm sóc cái sư bà Tịnh Xá Ngọc Thuận á, cô Tước, chắc cô Tước biết Tịnh Xá Ngọc Thuận như gì ha. À, con của thầy anh ông y sĩ Long á, nó thấy cái bông giấy á, cái bông mà ta làm bằng giấy á, ảnh đi ảnh ngắt cái cánh bông đó ra, cái ảnh nhét cái lỗ mũi á, tại nó làm thơm thơm sao á, nó ngửi ngửi nó tưởng đây là kẹo hay gì á, nó ngắt từng cái cánh bông, nó nhét đầy cái lỗ mũi nó luôn. Rồi cái nó không biết làm sao lấy ra, nó 3 tuổi mà nó ngu dễ sợ vậy đó, không biết làm sao vậy đó.
Đến nỗi mà đến chừng ba nó thấy là tại sao nó cứ gãi gãi cái lỗ mũi mà nó hơi sưng sưng lên. Cái ổng lại ổng soi đèn pin vô ổng coi ổng thấy nó có cái gì trắng trắng á. Ổng mới rút ra là một chuỗi dài gần một tấc cái bông đó. Nó làm mũ xanh lè luôn cả tuần ở chổng vậy đó. Ý nói rằng á, đứa bé nó chưa có khái niệm về cái bông. Có nghĩa là nó chưa có sở duyên về cái bông. Cho nên nó không biết đây là cái bông mà nó tưởng đây là cái cục kẹo thơm gì đó để nó nhét vô nó ngửi cho nó đã. Vậy đó. Như vậy. Nếu như không có cái sở duyên thì cái bông không hình thành đối với thức của mình. Hiểu vậy đó ha. Ví dụ vậy dễ hiểu. Rồi cái tăng thượng duyên là cái gì? Là một cái yếu tố thuận hoặc nghịch để cái đó nó phát triển lên hoặc nó đi xuống. Được không? Dạ. À, giờ hồi nãy giờ là chứng minh làm tăng thượng duyên nghịch á, làm cái bình hoa này nó xấu đi. Bây giờ chứng minh sẽ trả lại bằng cách tăng thượng duyên thuận cắm lại. Rồi chúc quý thầy cô nào biết cắm hoa lên chỉnh nó lại sao? À, thượng trung hạ gì đó, rồi mẹ con gì đó ha, mẹ bồng con gì đó, ví dụ cắm hoa đó thì gọi là tăng thượng duyên thuận. Còn mấy cái này phải thủ tiêu đi chứ không thôi bị dân phòng la vì đã phá hoại cái bình bông đúng không, thì gọi là tăng thượng duyên thuận. Thì đó, ý nói là trên đời này tất cả đều có bốn duyên đó hết trơn á quý thầy cô, chứ không có nhân, được chưa? Ý vậy đó, không có nhân, không có cái gì là một cái hết á. À, mà cái mà gọi quan trọng nhất ta gọi là nhân duyên, tức là cái duyên chính thì gọi là nhân, là cốt lõi, chứ không có một vật nào trên đời hết trơn. Trên đời này được hình thành bởi bốn duyên chứ không có nhân đó. Nên nó đừng nói là từ nhân sinh ra quả, nhân cũng tổ hợp mà quả cũng tổ hợp mà có mà thôi, không có cái duyên thứ năm ha. Như chư pháp tự tánh bất tại ư duyên trung, dĩ vô tự tánh cố, tha tánh diệt phục vô. Tự tánh của các pháp không nằm trong các duyên, tự tánh đã là không, tha tánh làm gì có. Bây giờ phá nè. Cái chữ tự tánh này trong bài kệ này có câu hỏi trắc nghiệm nè. Tự tánh của các pháp, tức là svabhava. Svabhava là tự, tánh này là tự, này là tự, này là tánh. Tự tánh của các pháp có nghĩa là cái ngã ở trong các pháp á, được chưa? Cái tánh chất mà ta gọi là có nhưng mà thật ra không có đó nha. Hồi nào giờ mình quan niệm là cái gì cũng có cái ngã, cái tự tánh của nó. Thì tự tánh của các pháp không nằm trong bốn cái duyên mà liệt kê này, đúng không? Có nhiều người cho rằng nhân duyên là tự tánh, không phải. À, ví dụ như mình nè, mình cho là mình chết thì còn cái gì đi tái sanh, cái đó gọi là cái tánh của mình, tức là cái hồn á, được chưa? Thì thật ra cái thức hay cái hồn mình chỉ là nhân duyên chứ không phải là tự tánh của mình đâu. Nó cũng tổ hợp mà ra cái thứ đó. Đó. Thì tự tánh của các pháp không nằm trong các duyên. Tại vì trên đời này mọi một vật hiện hữu là nhờ bốn duyên này. Mà cái mà mình cho rằng sự vật có tự tánh như nhất thiết hữu bộ cho rằng á là gì? Pháp thể đó nha. Pháp thể hằng tồn tam thế thật hữu đó, thì cái pháp thể hay còn gọi là tự tánh đó đó, nó không nằm trong duyên nào hết trơn á. Nếu nói tự tánh là nhân duyên cũng không đúng, mà nếu nói tự tánh là thứ đệ duyên cũng không đúng, sở duyên duyên và tăng thượng duyên cũng không đúng luôn, vì nó không nằm trong bốn duyên cho nên nó không có. Ý vậy đó. Tự tánh đã là không thì tha tánh làm gì có. Lý luận tiếp nữa nha. Cái tự tánh không có, tha tánh không có, đương nhiên rồi, tự thì đối với tha. Thôi một bài kệ nữa thôi rồi chúng ta nghỉ. Chúng ta coi cái câu hỏi trắc nghiệm của thầy cô photo hết chưa. Quả vi tùng duyên sanh, vi tùng phi duyên sanh, thị duyên vi hữu quả, thị duyên. Cái này hiểu nổi không? Và quả thì từ duyên mà sanh ra. À, mà từ cũng không tùng phi duyên sanh, thị duyên vi hữu quả, thị duyên vi vô quả. Thì duyên nào là duyên có quả, duyên nào là duyên vô quả. À, tức là vậy nè, hồi nãy giờ á là đi phá cái nhân. Cái nhân không có, chỉ có duyên thôi, được chưa? Cái nhân không có thì tự tánh cũng không. Tự tánh không thì tha tánh cũng không. Mà tự tánh không, cái không nhân á thì đừng có cho rằng là có quả. Ý là vậy đó. Tại vì không có cái quả nào mà nó không phải duyên mà sanh ra, cũng không phải từ phi nhân duyên mà sanh ra. Rồi. Giờ chứ mình quý thầy cô quan hỷ cho chứ mình trở lại cái câu hỏi trắc nghiệm được không? Cái bài trắc nghiệm á, quý thầy cô mở ra đi, tại có trong đó rồi, để chúng ta coi trước thì sợ 15 phút không đủ, nếu trình bày hết mười mấy cái bài kệ này là không kịp giờ, để quý thầy cô về coi cái phần trắc nghiệm thì nhiều khi đọc không biết chọn câu nào nha. Mình còn giờ mình coi đâu rồi? Cái bài soạn Trung Quán này nè.
Cái phần còn lại thì quý thầy cô coi trong mấy cái file mà chúng mình trình bày cho lớp chính quy á, chúng mình có giải hết mấy cái bài kệ đó rồi, mình giờ mình coi nha. Bây giờ chúng ta đi vào câu hỏi trắc nghiệm nha. Quý thầy cô quan hỷ nhìn ở đây giùm chúng mình chút. Thôi, được chưa? Rồi. Đây nè, bây giờ chúng ta coi nè. Ủa, cái này có in nghiêng hết trơn rồi hả? Vậy là có câu trả lời hết rồi. Lớp chính quy là chứng minh cho sửa hình nghiêng. À, có chưa quý thầy cô, có hình nghiêng hết chưa? Chữ nghiêng có không? Có, vậy đó, chữ nghiêng là đáp án á, nha. Con coi, rồi, được rồi. Rồi, vậy thôi, cậy nó, để giải thích sơ qua đi cho dễ hiểu. À, tên gọi nào sau đây không phải là tựa đề của trung luận? Chúng ta thấy là tất cả những cái tên gọi bên trên nó đều là tên của trung luận hết á. Cái gốc đó là trung luận, nhưng mà người Trung Quốc đó, người ta dịch là Trung Quán Luận, mà do Ngài Cát Tạng, Ngài đề xuất cái tư tưởng quán ở trong đó. À, để phải giải thích thì mình mới hiểu tại sao chọn câu đó. Cái mục đích chứ mình muốn dành 15 phút để giải thích, để chúng ta về nhà chúng ta khỏi học bài cũng được nha. Thi trắc nghiệm nó dễ ẹt vậy đó, được không? Dạ. Thật ra thì chúng mình không muốn lấy cái môn này làm áp lực cho quý thầy cô làm chi hết trơn á. Mà quý thầy cô coi nhẹ nó để học mấy môn khác, được không nè. Rồi cho nó qua đi cái đã. Thật ra nhiều quá rồi, chúng ta học quá nhiều. Quý thầy cô ngồi ở đây, quý Phật tử ngồi ở đây là mừng lắm rồi đó. Chứ còn nghe cái băng giảng là cái tiêu chuẩn của mình, nghe băng giảng thôi à, là đủ rồi. Mà có ngồi ở đây thôi là quá được dư tiêu chuẩn rồi, để học cái môn này rồi. Trung quán, căn bản, trung luận tụng, mula madhya maka karika vân đều được hết. Cho nên chúng ta chọn cái chữ trung bộ là cái kinh tạng Pali là ai cũng biết rồi ha. Rồi. Vị tổ đầu tiên mà đổi tên Trung Luận thành Trung Quán Luận là ai? Thì trong đó ghi là Ngài Cát Tạng. À, Cát Tạng. Thì Ngài Cát Tạng này là một đại luận sư của Tam Luận Tông. Trung Quán Tông ở bên Ấn Độ á, khi mà truyền qua bên Trung Quốc á, thì người Trung Quốc thấy cái lý luận của Long Thọ nó dài dòng quá mà khó hiểu quá, mà đem ra dạy cho đào tạo từ xa là chết luôn. Cho nên quý thầy ở bên Trung Quốc là tư duy của người Trung Quốc là thực dụng, thực tiễn, thực tế, nó gọi là pragmati á, chứ nó không phải như người Ấn Độ là abstract, có nghĩa là tưởng tượng nhiều nha, quy nạp khái niệm nhiều, không có vậy. Thì người Trung Quốc á, mới dùng ba bộ luận một lúc để lập tông, đó là Trung Luận, Thập Nhị Môn Luận của Ngài Long Thọ là hai bộ luận, và bộ luận thứ ba là của Ngài Thánh Thiên Đề Bà, còn gọi là Bách Luận, 400 kệ tụng của Ngài Thánh Thiên đệ tử của Long Thọ Đề Bà. Thì Bách Luận của Đề Bà, Trung Luận và Nhị Thập Môn Luận của Long Thọ cộng lại thành ba bộ luận, để cho dễ hiểu á, lập ra cái trường phái gọi là Tam Luận Tông. Và Cát Tạng là một đại sư của Tam Luận Tông, được không nè, chú giải về Trung Quán Luận nữa nè. Thì như vậy thì Cát Tạng á, nói rằng là nếu mình dịch Trung Luận á, như Ngài Long Thọ, như Ngài Kumala Thập á, thì rất là uổng. Tại vì cái này dùng lý luận bằng ngôn ngữ để phá những cái tư tưởng sai lầm, cho nên thêm chữ luận vô cho nó hay. À, xin chữ quán vô cho nó hay. Quán này có nghĩa là chánh kiến, được không? Hay là chánh quán á, như trong kinh Tán Đà Ca Chuyên Viên á, chánh kiến là gì á? À, thì chánh kiến chính là quán ở trong cái từ Trung Quán Luận. Cái chữ quán này là thêm vô, chứ bản gốc tiếng Phạn không có chữ quán nha. Người ta chú ý chỗ đó. Thì cái sản phẩm của người Trung Hoa người ta tiến bộ, người ta đưa thêm vô. Còn những vị như An Tuệ vân vân là những đại sư mà trong vừa Trung Quán Tông vừa Du Già Tông. Phạm Chí Thanh Mục là cái người chú giải chứ không phải là chuyển tên của người ta. Vô trước là phái Du Già Tông rồi. Câu 3, Trung Luận do ai sáng tác thì chúng ta biết rồi chứ gì? Ai? Long Thọ. Long Thọ biết tiểu sử hết chưa quý thầy cô? Biết hết chưa? Tiểu sử của Long Thọ được ba học giả người Trung Quốc viết lại chính, đó là Kumala Thập, rồi Ngài Chân Đế là người dịch kinh trước Ngài Huyền Trang khoảng 50 năm á, và Ngài người thứ ba là Huyền Trang, đều viết tiểu sử của Long Thọ hết. Huyền Trang viết tiểu sử của Long Thọ ở trong Đại Đường Tây Vật Ký của mình. Ngài Kumala Thập viết luôn Long Thọ truyện luôn nha, giống như Vô Trước truyện Thế Thân truyện vậy đó. Rồi ngày Chân Đế Paramattha sống trước Huyền Trang khoảng 70 năm á, cũng viết một cái lịch sử của Long Thọ, nhưng mà đều mang cái tính chất là khó khảo chứng, bởi vì nó thần thông huyền thoại quá. Thì ngày Kumala Thập viết như thế nào? Ngày Kumala Thập nói rằng Long Thọ còn có tên là Long Thắng. Ngày dùng chữ Thắng á, chữ Thắng là Arjuna. Arjuna không phải Thọ mà là Thắng.
Arjuna là tên của một vị thần ở trong đạo Hindu á, thần Arjun á, thần mũi tên á. Thì thần bách chiến bách thắng á, cho nên dịch là Long thắng, Naga là rồng, Arjuna là thắng. Nhưng mà sau này người ta dịch Long Thọ, người Trung Quốc cho cái đó là chữ Thọ, là Juna chứ không phải Arjuna. Thì tùy theo mỗi người dịch. Thì ngài nói rằng là Long Thọ hồi xưa là bác thông hết tất cả các sách vở của Vệ Đà. Rồi sau này cái ngài từ ở Nam Ấn á, ngài lên trên núi Tuyết Sơn, tức là Hy Mã Lạp Sơn á, ở phía Bắc Ấn Độ á, ngài học đạo tiên. Ngài học đạo tiên thì trong đạo tiên đó có dạy những cái thuật toán để luyện cái phép trường sinh bất tử và tàn hình. Như vậy bên Ấn Độ đã có cái phương pháp luyện kim đơn, luyện thuốc trường sinh bất tử rồi, chứ không phải chỉ có Trung Quốc mới có. Do đó có nhiều người nói kinh Thủ Lăng Nghiêm á, là ngụy tạo, bởi vì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, có bài bác các vị tiên nhân mà những người luyện đơn rồi đó. Thì họ nói rằng Ấn Độ làm gì có luyện đơn như Trung Quốc, cái đạo giáo đạo gia mới luyện đơn chứ Ấn Độ làm gì có luyện đơn. Nhưng mà thực sự bên Ấn Độ đã có luyện đơn, không biết từ Trung Quốc truyền qua hay sao mà thời ngày Long Thọ đã có rồi, được chưa nè. À, thì họ cũng tu trường sinh bất tử, họ cũng tu tàn hình được như thường, thì gọi là tu tiên, không biết tu ở trường phái nào. Thì sau khi cái ngày Kumara La Thập thì nói rằng á, có ba huynh đệ cùng tu tiên. Mà quý thầy cô biết tu tiên kiểu của Ấn Độ nó khác tu tiên Trung Quốc. Tu tiên Trung Quốc á, là ly dục, những vị tiên nhân là không còn mang thất tình lục dục nữa. Còn tu tiên Ấn Độ là ngược lại à. Là tu tiên Ấn Độ là dựa vô mật tông là chính, thần chú á nha. Mà họ cần phải quan hệ tình dục. Họ, cái phái của mật tông Ấn Độ, cái Tantra Ấn Độ gốc á, là họ lấy quan hệ nam nữ để họ tăng cái cực khoái lên, và họ cho cực khoái đó là niết bàn, là cần phải đạt, là giải thoát, được chưa nè, không có khổ đau nữa. Cho nên á, nó mang cái màu sắc rất là dâm dục. Và những cái người học cái đạo đó là phải đi hành dâm rất là nhiều để chi, để luyện cái phép tu trường sanh bất tử đó. Khi tinh hóa khí hóa thần thì muốn vậy, muốn cho trường sanh thì phải có sự quan hệ đó. Thì khi họ luyện cái đó họ đi tìm những cái, trong kinh Tantra có nói là quan hệ với người càng gần gũi huyết thống thì càng tốt nữa, chứ nó gọi là loạn luân á nha. Mà sau đó nó lai qua Phật giáo thành trường phái Mũ Đỏ bên Ấn Độ á, rồi Tây Tạng á, chứ không phải vẫn chơi à đó. Thì cho nên ở các chùa Tây Tạng bên Ấn Độ, nó có cái chùa ở trên Dharamsala, có ông cái cô người nữ ôm cái ông thầy vậy nè, ôm vị thiền sư ngồi thiền á, tóc dài xõa xuống luôn á nha. Đó thì Long Thọ đi vào cung điện để tìm các cung phi mỹ nữ mà tu tiên á, chứ không phải là ngài Long Thọ muốn thỏa mãn dục vọng nha, chúng ta nhớ cái chỗ đó đó. À, cái phương pháp tu để kéo dài tuổi thọ của ngài là như vậy đó. Thì ngài vô trong đó, ngài mới quan hệ với lại cung nữ để chi, để khỏi hại những gia đình ở ngoài á. Khi mà đi tìm những người nữ ở ngoài thì phá hoại gia can người ta làm sao, còn trong cung phi có một ông vua mà có rất nhiều cung nữ, đúng không? Cho nên vô đó thì không có bị phá hoại, và đi vô đó quan hệ để luyện cái phép tu tiên chứ không phải vì dục vọng, chúng ta nhớ chỗ đó nha. Đó, và khi đi vô á thì không ai phát hiện hết, nhưng mà cung nữ nó báo cáo lên là có người quan hệ với nó mà không thấy hình dạng đâu hết trơn á. Cái quân sư mới bày nhà vua là lấy tro rải ở trong cái chỗ mà cái hậu viện, mà mấy cái chỗ gọi là cung phi ở á, thì nếu là ma quỷ á, thì nó đi lướt trên mặt đất, nó không để lại dấu chân. Còn người cho dù tàn hình thì đi cũng để lại dấu chân chứ, đó, chứ đâu có phi hành được. Thì đúng thiệt, cái ngày hôm sau á là thấy có dấu chân, mà tới 6 cái bàn chân, có nghĩa là 3 người vô trong đó. Thì thế là nhà vua cho những cái người mà múa kiếm rất là giỏi, tức là họ loan đao loan kiếm là như bủa vây, như cái ánh quang trùm khắp vậy đó, để mà chém chết những cái vị mà tu tiên này. Hai người kia đi vô làm sao, cái thần lực nó yếu quá đó, khi mà bị phát hiện á, quân lính nó tung gươm nó chém á, thì hai người kia bị chém nát thay hết luôn. Tại vì họ múa kiếm một cái là một cái quang kiếm nó trùm khắp thân thể, họ đi tới đâu là giống như người ta băm thịt vậy đó nha. Thì cái kiếm nó bén lắm, kiếm Ấn Độ hình lưỡi liềm bén lắm. Thì lúc đó là hai người kia chạy không kịp và bị xử trảm tại chỗ, đó là lý do đó đó. Còn Long Thọ thì ngày khôn lắm, ngày núp sau lưng ông vua á, thì nó, tại vì ông vua cũng vô quan sát mà đó, trong cái đám cận vệ đó, thì ngài Long Thọ may mắn sao ngài chạy, nhưng mà ngài không, tức là ông vua bước ở đâu á thì ngài Long Thọ bước theo sau cái bước chân của ông vua, được chưa? Cho nên cái dấu trò nó không, nó mất tích, nó không có tìm ra được. Thì
Khi mà thấy cái dấu tròn đó, lún xuống cả là quân lính loan gươm chém tại chỗ đó liền. Thì hai người kia chết, còn Long Thọ thì cứ dẫm lại vết chân của ông vua đang đi á, sau lưng ổng á. Cho nên quân lính nó không thấy dấu chân mà nó cũng không dám chém ông vua nữa. Và ngài thoát được. Ngài thoát được xong rồi ngài mới quan sát cái pháp tu của mình nó nguy hiểm quá, mà nó không dẫn đến hạnh phúc gì hết trơn á. Mình thật ra cái quan hệ này nó đâu có thể nào kéo dài mãi mãi được, cho nên nó chỉ sung sướng có một lúc à, nó không phải niết bàn thật sự. Rồi ngài mới nghiên cứu Phật giáo, ngài nói chính cái thái độ mà không chấp thủ á, cái tâm xả đó mới gọi là giải thoát thật sự, mới gọi là niết bàn. Và ngài chuyên tâm ngài nghiên cứu cái đó, ngài là một luận sư Phật giáo vì cái nhân duyên đó đó quý thầy cô. Rồi cái vụ mà ngài chết cũng ngài Kumala Thập cũng nói nữa, cái luận sư tiểu thừa ngoại đạo á thì họ ghét ngài Long Thọ quá đi, tại vì đã phá họ qua cái Trung Quán Luận này nè, họ ghét cay ghét đắng ngài Long Thọ. Kể cho hết luôn nha, kể chuyện mà ha, một phút nữa thôi là xong à. Thì họ mới xúi cái thái tử con của ông vua mà Long Thọ đang ở Nam Ấn á, mới nói rằng là ông vua này uống cái thuốc trường sinh của Long Thọ cho nên 120 tuổi mà chưa chết. Thấy không? Thấy ổng cũng 120 tuổi mà ổng chưa chết á. Nếu ông vua sống hoài thì thái tử không có cơ hội lên ngôi vua đâu. Thái tử lúc đó cũng già lắm rồi, cũng muốn làm vua thử rồi nó làm sao. Cho nên á là mới đến năn nỉ Long Thọ, thôi ngài cho tôi xin cái đầu của ngài đi. Long Thọ nói được, cho xin cái đầu. Thì cho xin cái đầu á, thì Long Thọ mới về thất của mình nhập định và mất nha. Thì khi mà xin cái đầu vậy á, thì đệ tử mới cản, mới nói tại sao ngài lại phải tự tử vì một lời xin vô cớ như vậy. Long Thọ mới nói các ông không biết được nhân duyên kiếp trước, ta trong lúc đã sáng đạo rồi nhưng mà còn cố ý sát hại một cái con côn trùng, khi nó bay vô nó làm nó là tức là ngộ đạo rồi nhưng mà phiền não còn á, cho nên là ta giết cái con côn trùng đó, và cái con côn trùng đó nó trở thành cái ông thái tử con của ông vua đó đó. Ghê chứ sợ ha. Mình thì giết côn trùng mình đập mũi rồi không sao hết á, nhưng mà khi mà mình đã ngộ đạo rồi á mà mình cố ý mình sát hại côn trùng, cái tội nó nặng hơn cái người bình thường giết đó quý thầy cô, nên phải trả cái quả đó hết. Và bây giờ nhân duyên đã đến, ta phải trả cho xong cái nợ đó. Vậy thì có giải thích chứ không phải không có giải thích nha. Thì ngày chết năm nào người ta cũng không biết được, nhưng mà khoảng 250 trước công sau công nguyên. Ở này thôi để về nhà coi luôn nha, nó cũng dễ mà ha. Mấy câu đó nó có in nghiêng hết rồi, lấy cái in nghiêng đó làm đáp án thi là đậu điểm tối đa hay gì đạo Phật. Dạ. Mời quý thầy cô nghỉ ạ. Dạ.